ba tháng sau, ta nhất định sẽ quay trở lại. Đi thẳng về phía ngọn núi trước mặt, đế nguyên quân vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên cao thì không khỏi cảm thái. Tuy ngọn núi này không phải cái cao nhất nhưng chiều cao của nó ít nhất cũng phải hơn một ngàn trượng cùng với những vách đá treo leo cùng với những tán cây lớn đâm thẳng ra bên ngoài giống như những bàn tay đang cố níu giữ một thứ gì đó. Men theo con đường đi lên, đế nguyên quân vừa đi vừa liếc mắt nhìn xung quanh và không quên tản mát ra tinh thần lực để cảm ứng mọi thứ xung quanh đi được gần một nén hương nhưng đế nguyên quân gần như không gặp bất cứ khó khăn hay là trở ngại nào cả dường như nơi này không hề tồn tại hung thú đế nguyên quân thở dài một hơi nói chẳng nhẽ hung thú ở trên ngọn núi này đã bị cường giả ở trong thành tiêu diệt cả rồi sao leo lên khoảng chừng một canh giờ đế nguyên quân hiện tại đang đứng ở giữa một rãnh nứt lớn trông rất sâu ở ngay chính giữa lối đi hắn cảm thấy rất tò mò liền cúi người gạt những cành cây từ phía bên dưới đâm thẳng lên trên thì phát hiện đó là một cái hang động rất lớn nghĩ đến đây đế nguyên quân mới hiểu được vì sao ở bên ngoài lại không có một bóng dáng hung thú nào cả đối với một hang động tương đống thông thoáng và không dốc như những vách núi ở bên ngoài thì ở trong đó thoải mái hơn rất nhiều đế nguyên quân không một chút trần trừ liền nhảy xuống phía bên dưới ngay khi chạm đáy đế nguyên quân cảm nhận sau lưng đang truyền đến nhưng cảm giác lạnh rợn tóc gáy và một mùi mấu tanh nồng sộc thẳng vào mũi đế nguyên quân quay người nhìn lại thì thấy dưới chân hắn có không ít những bộ thi cốt nằm giải rác biết những người đã từng xuống dưới này đều đã tử nạn Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn lên cao thì trông thấy những cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía hắn và cùng với đó là những tiếng vỗ cánh mạnh bạo và từng đợt phong bạo mang theo mùi huyết dịch tanh nồng. Những người này bị đàn hắc ám biển bước này rất chất sao? Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn những con rơi đang dương nhanh hướng về phía hắn thì bất chợt nở một nụ cười. Nhìn số lượng thì ít nhất cũng phải 30 đầu, tuy thực lực của chúng chỉ là nhị cấp nhưng nếu như chúng phối hợp tấn công thì có thể sánh được với tam cấp hung thú. Đúng là không thể hạ thấp chúng được. Đối với người khác thì đúng là như vậy nhưng còn ta thì khác. Chỉ thấy đế nguyên quân nhẹ nhàng vung tay một cái liền bắn ra từng đạo lôi quang sáng trói đánh về phía bọn chúng. Ở trong đêm tối, liên tiếp là những thanh âm ra thị bị lôi quang đánh cháy đen cùng với những thanh âm kêu gào thảm thiết của hắc ám biển bức. Đế nguyên quân bước chân đi vào sâu ở trong hang động, nói. Đối phó với các ngươi thì chỉ cần một đạo lôi quang là có thể diệt trừ hết toàn bộ. Xem như ta thay những người bị các ngươi rớt chất bây giờ đến để trả thù. Càng đi vào sâu, đế nguyên quân càng cảm nhận những thứ ở nơi này ngày càng trở nên nặng nề và bầu không khí khiến người khác cảm thấy khó chịu và bức bối vô cùng. Đế nguyên quân nhìn những bóng đen ẩn hiện ở trong tối thì khẽ cao mày, tuy tốc độ của bọn chúng tuy nhanh nhưng mỗi lần chúng di chuyển đều mang theo không ít lực lượng nên hắn gần như không cần dùng mắt để nhìn mà chỉ đơn giản là nghe những âm thanh truyền đến để phán đoán. Càng đi vào sâu, đế nguyên quân cảm nhận ở sau lưng truyền đến những cổ khí tức hỗn loạn lúc ẩn lúc hiện thì không giấu được biểu cảm chê cười. Tuy chúng chưa sản sinh ra được linh trí nhưng sống ở trong tối một thời gian dài khiến chúng thích ứng được những thứ xung quanh và dần ảnh hưởng đến khả năng của chúng. Đế Nguyên Quân cũng không mảy may để ý đến những đầu hung thú đang rình mò ở sau lưng mà tiếp tục đi về phía trước. Mãi cho đến khi Đế Nguyên Quân đặt chân đến một nơi tương đối rộng lớn ở trong hang động thì bước. Chân hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh thì nở một nụ cười lạnh. Không chờ được nữa rồi sao, chắc ở phía sâu hơn là địa phận của các loại hung thú có cấp bậc cao hơn đế nguyên quân vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào sâu bên trong và vừa vung tay đánh ra một đạo kiếm khí hình vòng cung đánh về phía đám hung thú nhị cấp ở sau lưng hắn liên tiếp từng thanh âm ra thịt bị kiếm khí cắt đứt và những tiếng thi thể rơi xuống đất vang lên những tiếng vang vọng khắp nơi ở trong hang động ngay lập tức đế nguyên quân cảm nhận được mặt đất đang dần trở nên rung lắc giống như có không ít hung thú đang xông về nơi này vì những tiếng động lạ của đám hung thú ở sau lưng hắn cảm nhận có không ít hung thú nhị cấp và tam cấp hung thú xông đến đế nguyên quân không một chút sợ hãi mà đi thẳng về phía đám hung thú mỗi một bước đi mỗi lần vung tay đế nguyên quân liền rớt được không ít hung thú gần một canh giờ đi vào sâu bên trong số lượng hung thú chất dưới tay hắn lúc này đã vượt qua một ngàn đầu và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đám hung thú này giống như vô cùng vô tận cho dù hắn có rất chất bao nhiêu đi nữa nhưng số lượng của chúng dường như không hề giảm xuống đến lúc này Đế Nguyên Quân mới ngầm hiểu được nguyên nhân vì sao có rất nhiều người phải bỏ mạng ở nơi này. May mắn thay, Đan Điền Đế Nguyên Quân là hỗn độn nên mức độ chân nguyên của hắn hiện tại nhiều hơn người bình thường gấp 4 gấp 5 lần và mức độ tinh thuần cao hơn gấp nhiều lần. Nhưng đổi đối mặt với một số lượng hung thú lớn như vậy thì hắn dần cảm thấy toàn thân nhức mỏi và chân nguyên đang bị bào mòn đi một cách nhanh chóng. Giải quyết xong đám hung thú ở trước mặt, Đế Nguyên Quân lấy ra từng bình đan dược hồi phục rồi một hơi nuốt xuống hết toàn bộ và bắt đầu luyện hóa. Tôn côn bằng cao 10 trượng dần hiện lên sau lưng hắn cùng với đó là một tiếng giống kinh thiên và một sức hút mãnh liệt đang đổ dồn về phía miệng lớn của nó. Được hỗn độn bao quan cơ thể, đế nguyên quân tiêu tốn gần hai canh giờ mới hồi phục được một vài thành. Hắn hiện tại rất muốn hồi phục lại đến đỉnh phong rồi mới tiếp tục đi tiếp để đảm bảo an toàn nhưng số lượng đan dược hồi phục trong tay hắn đã tiêu tốn hết toàn bộ. Biết thế thì ta đã chuẩn bị nhiều đan dược hơn một chút. Đế nguyên quân thở dài một hơi, nói, nhưng mà ta hiện tại không thể cứ như thế mà quay trở lại được quyết định đi tiếp, đế nguyên quân dáng vẻ thong dong giống như tản bộ qua những bộ thi thể của hung thú nằm ngổn ngang ở trên đền đất. Tuy tốc độ của hắn hiện tại đã chậm hơn trước rất nhiều nhưng ở trong ánh mắt hắn vẫn hiện lên sự bá đạo của mình. Qua ngày hôm sau, đế nguyên quân đã đi được một đoạn đường rất dài, nếu như hắn không vừa đánh vừa tranh thủ thời gian để hồi phục thì hắn đã sớm đi đến cuối hang động này rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nở một nụ cười lạnh, tuy không biết nơi này là gì nhưng hắn lại thấy rất phân khích và đáng mong đợi khi đi đến cuối hang động. Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, đế nguyên quân cũng dốc lòng để có thể rời khỏi đây một cách nhanh nhất, hắn không muốn tốn thời gian ở đây bất kể một giây phút nào cả. Lúc này, ở tại nơi sâu nhất của hang động, một nhóm khoảng chừng 10 người đang ngồi tựa mình vào hai bên vách đá với biểu cảm lo lắng và nặng nề ở trên gương mặt. Nhìn dáng vẻ hiện tại của họ thì giống như vừa trải qua một trận chiến thảm khốc nào đó. Đúng là khón kiếp thật, một tên nam tử khoảng chừng 20 tuổi đập mạnh tay xuống tảng đá bên cạnh, quát, nếu như ta không khăng khăng đi đến cuối hang động thì người của ta đã không chất thảm như thế này. Đến bây giờ mà ngươi còn nghĩ đến được chuyện này hay sao? Một tên nam tử đứng ở phía đối diện nhìn hắn rồi lớn giọng quát. Ta đi vào đây là nhờ vào pháp bảo che dấu khí tức bản thân nên mới. May mắn đi được đến nơi này, và tình cảnh của ta hiện tại không thể rời khỏi đây được mà chỉ còn cách là rất chất đầu hung thú ở trong hang động này. Nói thì dễ lắm nhưng có thể làm được hay không là một chuyện khác. Một nữ tử ngồi ở bên cạnh, lên tiếng, ta đã tấn công nó 3 lần liên tục nhưng không có một lần nào giành được thế thượng phong chứ đừng nói đến việc chiến thắng. Các ngươi bây giờ nên cố gắng tĩnh dưỡng được nhiều nhất có thể và phải tìm được cách để rời khỏi đây chứ không phải để hai người mặc sức cái qua cái lại. Ngay khi đám người đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần và luyện hóa đan dược thì bất chợt nghe thấy một tiếng bước chân đang dần đi về phía họ. thì ngay lập tức họ bắt đầu lấy ra vũ khí của mình và chỉ về phía phương hướng tiếng bước chân truyền đến. ban đầu Họ còn tưởng là có một đầu hung thú nào đó đang đi về phía bọn họ nhưng khi hắn từ trong bóng tối đi ra thì đám người ngay lập tức giật mình và cảm thấy sửng suốt vô cùng. Vì trên người đế nguyên quân toàn là huyết dịch của hung thú, tuy không biết hắn đã rất bao nhiêu nhưng họ có thể tin tưởng một chuyện là thực lực của đế nguyên quân không phải dạng tầm thường. Nhìn đế nguyên quân đang từng bước đi về phía bọn họ, cả đám người nhanh chóng đứng lại gần với nhau và bắt đầu thủ thế. Một tên nam tử trong đám người chỉ mũi kiếm về phía đế nguyên quân, quát lớn một nơi như thế này không thể nào có người nào khác ngoài bọn ta người rốt cuộc là ai người rốt cuộc là ai những người khác nghe thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía thanh âm tiếng bước chân chuyển đến đi ra khỏi bóng tối đám người nhìn thấy bóng dáng một nam tử trông còn rất trẻ tuổi nhưng trên gương mặt hắn lại mang một cái mặt nạ vô diện và cùng với bộ hắc y ở bên ngoài ánh mắt họ dán chặt lên người đế nguyên quân và mừng tượng hình ảnh hắn ở trong đầu nhìn người này rất lạ không biết hắn là người của gia tộc nào đám người ánh mắt lo ngại nhìn đế nguyên quân nói nhìn trên người hắn toàn là huyết dịch của hung thú thì chắc đã xảy ra một trận chiến rất lớn và người đi cùng hắn đã phải bỏ mạng vì bị hung thú tấn công liên tục thật kỳ lạ ta thì thấy hắn không giống như người bị thương phải nói sao ta có lẽ nào hắn ta một mình vào đây không thể nào cho dù là thiên địa cảnh một mình đi vào cũng không thể đi đến đây được với số lượng hung thú đông đến mức không tưởng ở nơi này mà ta đã phải khó nhọc khi âm thầm đi qua chúng Người nghĩ một người có thể đối mặt với hàng ngàn đầu hung thú dễ dàng như vậy sao? Cho dù là thiên địa cảnh cũng khó lòng mà làm được. Nhìn đám người đáng bàn tán về bản thân, trong lòng đế nguyên quân cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng không vì thế mà hắn làm quá mọi chuyện, nhìn thấy đám người thân mang thương tích, đế nguyên quân thở dài một hơi, nói. Muốn biết ta là ai mà các ngươi lại chĩa mũi kiếm về phía ta? Đây không phải là dò hỏi mà đang muốn đe dọa ta. Nếu như ta muốn rất thì các ngươi còn sống đến bây giờ sao? đám người nghe thấy vậy thì giật mình một cái ánh mắt họ lộ vẻ lo lắng nhìn đế nguyên quân rồi thu loại vũ khí của mình nói là do bọn ta thất lễ nên mong các hạ bỏ qua cho không biết các hạ đến nơi này để làm gì là vì rất chất đầu hung thú đang trú ngộ ở nơi sâu nhất sao cũng không hẳn là thế đáp lại đế nguyên quân nở một nụ cười nhẹ nói chỉ là ta cảm thấy buồn chán nên đến đây đám người nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau với dáng vẻ không mấy tin tưởng trong mắt họ tuy nơi này không nguy hiểm bằng nam hoang sơn mạch nhưng đối với người tu luyện thì một khi vào đây thì trong đầu họ luôn luôn có một ý nghĩ là cái chất nhìn đế nguyên quân hiện tại tuy họ không biết hắn là người như thế nào và có thực lực lớn mạnh nhưng trong mắt họ hiện tại thì đế nguyên quân không khác gì một người hết sức ngông cuồng họ không thể tin là có một người lại xem nơi này chỉ là một nơi giúp hắn giải tỏa cảm giác buồn chán họ chưa từng nghe hay thấy một người buông lời giống như vậy đế nguyên quân không quan tâm bọn họ có tin tưởng hay không mà chỉ nhắc nhở một tiếng rồi đi vào sâu bên trong nhìn các người bị thương như thế này thì tốt nhất nên rời khỏi đây rời khỏi đám người nghe thấy vậy thì lắc đầu trên gương mặt lộ vẻ lo lắng thốt ra sao ta có thể rời khỏi đây được pháp bảo giúp ta che giấu khí tức đã sử dụng hết bây giờ đi ra ngoài thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chất đúng thế bọn ta thả ở đây để đợi cứu viện đến còn hơn là tự mình rời khỏi đây nhìn đám người nhụt trí như vậy thì đế nguyên quân khịt mũi khinh thường hung thú bị ta rớt chất hết cả rồi nên các ngươi không cần lo lắng. Còn không nhanh chóng rời đi thì ta không đảm bảo tính mạng các ngươi. Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân không mảy may quan tâm đến bọn họ nữa mà trực tiếp đi vào sâu bên trong trước ánh mắt khó tin của đám người đang nhìn hắn. Đợi đế nguyên quân rời đi một lúc, đám người quay qua nhìn nhau rồi cười khổ một tiếng. Ta bây giờ còn lựa chọn nào nữa sao? Nếu như những lời hắn nói là thật thì ta nên rời khỏi đây, bằng không thì đến lúc hắn bị đám hung thú đuổi đến đây thì ta cũng chỉ có một con đường chất trước sau gì cũng chất, chỉ bằng ta tin vào lời nói của hắn một lần vậy. Quyết định rời đi, đám người đi vào trong đêm tối mà không giấu được sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi họ đi được một lúc thì cảm thấy có chuyện gì không đúng đang xảy ra ở đây. Khắp nơi truyền đến mùi huyết khí tanh nồng sộc thẳng vào trong mũi khiến toàn thân họ đột nhiên run lên và từng đợt khí lạnh dần bao trùm lấy toàn bộ tấm trí họ. Đưa mắt nhìn ra xa, họ không thể tin được vào những gì ở trước mắt của mình nữa. Khi họ vừa đi vào thì ở nơi này tồn tại rất nhiều hung thú nhưng hiện tại thì gần như không còn một bóng. Nhìn những bộ thi thể hung thú nằm ngổn ngang ở phía trước, hai mắt đám người trừng lớn nhìn lại, họ nhìn về phía phương hướng đế nguyên quân đi vào với biểu cảm không thể tin. Ban đầu, họ còn tưởng những lời nói của hắn chỉ là những lời nói ngông cuồng nhưng hiện tại thì họ đã tin vào những gì mà họ đã nhìn thấy. Toàn bộ thiên kiêu thanh lan thành không có một ai có thể tự mình giải quyết toàn bộ hung thú ở trong hang động với thời gian không đến hai ngày. Thật không thể tin nổi hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ bất ngờ, kinh ngạc đến kinh hãi, đám người không biết thân phận thật sự của đế nguyên quân là ai và cũng không biết hắn là đệ tử của thế lực hay một gia tộc lớn nào đó ở trong thành. Và họ cũng dám chắc là ở Thanh Lan Thành không có bất cứ một vị thiên kiêu nào có thực lực có thể sánh được với người này. Quay lại với đế nguyên quân, hắn lúc này đã đi sâu vào bên trong được một lúc và bất ngờ bị một đầu tam cấp hung thú mai phục. Nó múa vuốt nhảy trồm về phía đế nguyên quân với tốc độ nhanh vô cùng chỉ là một đầu ám miêu tam cấp hung thú mà muốn đánh lén ta. Đáp lại, đế nguyên quân hai ngón tay hợp lại thành kiếm rồi vung mạnh tay một cái liền khiến cơ thể ám miêu bị chớm ra thành hai nửa. Với trước đây, đế nguyên quân muốn rất chất một đầu tam cấp hung thú thì cần phải tốn không ít sức lực nhưng hiện tại, cảnh giới đã đạt đến tầng thứ 10 và thực lực của hắn tăng lên không chỉ hai lần. Với thực lực hiện tại thì hắn không dám chắc có thể đối đầu được với tứ cấp hung thú nhưng với tam cấp thì lại khác, chỉ cần chúng không có gì đặc thù thì hắn có thể rất chất chúng mà không tốn quá nhiều sức lực tiếp tục đi vào sâu bên trong, đế nguyên quân tản mát tinh thần lực leo lỏi xâm nhập mọi ngóc ngách ở phần hang động còn lại. Tuy số lượng hung thú không nhiều như ở bên ngoài nhưng mỗi con ở trong này đều có thực lực rất mạnh và chúng có tính phân biệt lãnh thổ, chính vì thế nên một khi phát hiện có kẻ nào đó xâm nhập thì chúng sẽ không chần trừ mà trực tiếp xông ra và rất chất kẻ xâm nhập giống như con ám miêu ban nãy suốt dọc đường đi đế nguyên quân rất hơn người đầu tam cấp hung thú sơ giai và nhận thấy một điểm chung là thực lực của chúng yếu hơn so với đồng loại nhưng bù lại là ánh mắt của chúng sắc xảo và tốc độ vượt xa đồng loại tuy chưa gặp những loại hung thú có cấp bậc cao hơn nhưng tốc độ của đế nguyên quân lúc này cũng đã giảm đi không ít với lượng chân nguyên không ngừng hao hụt qua mỗi trận chiến không khiến hắn phải lo nghĩ quá nhiều nhưng để chắc chắn thì hắn quyết định dừng lại để tỉnh dưỡng thêm một chút rồi mới tiếp tục đi tiếp khoảng một canh giờ sau đế nguyên quân hai mắt từ từ mở ra và liếc mắt nhìn vào chỗ sâu của hang động chỉ trong tích tắc, đế nguyên quân cảm nhận được một tiếng động rất nhỏ đang đi về phía hắn. Tuy không nhìn thấy chúng nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ khi thức và đoán được số lượng. Không biết loại hung thú nào sẽ đến, đế nguyên quân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tiếng động, nói. Có hơn 10 đầu đang tiến lại gần, chúng bị tiếng động và khí thức của ta dụ đến sao. Đợi khi chúng từ trong tối đi ra, đế nguyên quân mới nhìn thấy hình dáng to lớn của chúng đang đứng bao vây xung quanh người hắn. Ám ảnh lang, chúng là một loại hung thú sống theo bầy đàn và chúng có một con thủ lĩnh nên rất có trật tự. Tuy cảnh giới của chúng chỉ là tam cấp trung giai nhưng khi chúng phối hợp lại với nhau thì có thể săn rất được hung thú có cảnh giới cao hơn chúng một bậc. Đầu ám ảnh lang đầu đàn nhìn chằm chằm đế nguyên quân với một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo và trên khóe miệng của nó chảy xuống từng giọt nước dài. Trong mắt nó thì đế nguyên quân chính là một miếng thịt béo bở. Chỉ thấy con đầu đàn giống lên một tiếng thì những con còn lại dương nhanh múa vuốt đồng thời lao thẳng về phía đế nguyên quân. Bị bao vây tứ phía, đế nguyên quân liếc mắt nhìn những con đang lao tới rồi nhìn về phía con đầu đàn và nở một nụ cười lạnh, nói. Các ngươi rất có thực lực nhưng ngươi đã sai khi xem ta là con mồi. Ngay khi chúng chuẩn bị đánh tới, đế nguyên quân thúc giục chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi dẫm mạnh một cái khiến khu vực xung quanh đột nhiên rung lắc mãnh liệt. Cùng với đó là một cỗ khí thức kinh khủng và nặng nề đè ép khiến công kích của chúng bị vô hiệu, chưa dừng lại ở đó. Cổ khí thức khủng bố đó thậm chí còn khiến chúng không thể cử động được. Đứng ở trong vùng bị chiêu thức đế nguyên quân làm ảnh hưởng, ám ảnh lang giống như bản thân vừa đặt chân vào một nơi cực kỳ nguy hiểm và có cảm giác như bị những sợi xích vô hình đang trói chặt khiến chúng không thể tự mình di chuyển được. Thấy công kích vô hiệu và những con khác đang bị áp chế, ám ảnh lang thủ lĩnh ngẩng đầu giống lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía đế nguyên quân và há lớn miệng cắn về phía cổ họng. Không tệ, cảm nhận có nguy hiểm, đế nguyên quân nhanh tay thu lại công kích rồi nhảy lùi ra xa để tránh né. Ánh mắt hắn có chút bất ngờ nhìn ám ảnh lang thủ lĩnh, nói: thời gian này ta cảm thấy không được thoải mái nên ta sẽ dành ra một chút thời gian để chơi đùa với các ngươi. Chỉ mong là các ngươi đừng bị rất sớm quá, chỉ mong là các ngươi đừng bị rất sớm quá. Tuy không hiểu những gì mà đế nguyên quân vừa nói nhưng chúng dường như đoán được ý định của hắn nên trông chúng lúc này rất là tức giận. Hai mắt chúng hiện lên những sợi tơ mấu và nhìn đế nguyên quân mà giống lên những tiếng đầy sự tức giận. Nhìn chúng thủ thế chuẩn bị lao đến, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười lạnh rồi nhìn chúng với một ánh mắt khinh thường, nói tức giận sao, đúng là như thế thì lại như thế nào? Các người nghĩ nhìn ta với ánh mắt và tiếng giống đó mà muốn khiến ta sợ hãi sao? Đúng là, buồn cười, ám ảnh lăng thủ lĩnh giống lớn một tiếng rồi toàn lực xông về phía đế nguyên quân. Liên tiếp, chúng nhe răng để lộ những cái răng này cùng với những bộ móng vuốt dài sắc nhọn dọa người đánh tới. Nhưng mỗi khi công kích của chúng chuẩn bị đánh tới thì đế nguyên quân lại dễ dàng lách người tránh qua một bên và từ đầu đến cuối hắn chưa từng một lần tung ra công kích của mình mà chỉ đơn thuần là tránh né mà thôi đúng là ta đã đánh giá thấp các ngươi đế nguyên quân vừa lách người vừa liếc mắt nhìn chúng và nói biết tốc độ không theo kịp ta nên muốn dốc hết sức để áp sát sao tuy chưa sinh ra linh trí nhưng phán đoán của các ngươi đúng là không tệ muốn chạm vào người ta thì vẫn còn thiếu một chút lời nói vừa dứt đế nguyên quân nhảy lùi ra sau rồi từ từ đưa tay phải ra trước ngực chỉ thấy hắn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi quát lớn một tiếng cùng với tiếng quát lớn đó từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra một đợt sóng xung kích mạnh bạo đẩy bay chúng ra xa nhìn đám ám ảnh lang nằm lăn lóc trên nền đất đế nguyên quân không chấp lấy cơ hội này để rớt chúng mà đứng đợi ở đó cho đến khi chúng đứng dậy hết và một lần nữa xông lên bị đế nguyên quân năm lần bảy lượt đánh bay khiến chúng càng ngày càng cảm thấy tức giận hai mắt chúng dần chuyển qua màu đỏ tươi với một lượng sát ý kinh khủng sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đế nguyên quân như muốn ăn tươi nuốt sống Cùng với sự tức giận đó thì tốc độ và cả sức mạnh đang ngày một tăng lên và toàn thân chúng bốc lên một làn khói màu đỏ giống như khí huyết đang bị bốc ra ngoài. Chứng kiến một cảnh này, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn nhìn chúng lộ vẻ kinh ngạc, nói. Ô, đây là muốn thiêu đốt huyết khí, các ngươi đang định quyết một trận sống chết với ta sao? Nhìn ám ảnh lang đánh tới, đế nguyên quân không một chút lo lắng liền bộc phát ra một cỗ khí thức mạnh bạo và một lượng lớn uy áp đè nén ra xung quanh khiến toàn thân chúng run lên vì sợ hãi. Chúng tuy biết thực lực đế nguyên quân đáng sợ nhưng chúng từ trước đến giờ chưa một lần sợ hãi trước thực lực của kẻ địch và cho dù có chất thì chúng cũng nhất quyết đánh đến hơi thở cuối cùng. Cảm nhận chiến ý ngút trời cùng tử khí cuốn quanh người chúng, đế nguyên quân khóe miệng vỉnh lên nở một nụ cười lạnh, nói. Muốn liền mạng với ta, đã vậy thì ta cũng không cần phải giấu nữa. Đến đây, đế nguyên quân vừa nói vừa thúc đẩy chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi xông lên. Chỉ thấy hắn từ từ đưa tay ra rồi mạnh tay bóp chặt cổ hai con ám ảnh lan rồi mạnh tay ném ra xa, sau đó, đế nguyên quân dẫm mạnh chân một cái rồi thình lình xuất hiện trước mặt con thủ lĩnh rồi đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu nó và bắn ra một đợt sóng xung kích đánh bay nó ra xa gần 20 trượng. Ám ảnh lang thủ lĩnh gồng mình đứng dậy, ánh mắt nó lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía đế nguyên quân. Nó không thể tin được là với tốc độ của đế nguyên quân lại nhanh đến mức mà nó không kịp phản ứng lại. Tuy sợ hãi là thế nhưng nó không vì thế mà cảm thấy nhược trí, thay vào đó là ý chí liều chất xông lên. Ta rất công nhận quyết tâm rớt chất kẻ địch của các ngươi nhưng ta bây giờ đã chơi chán đế nguyên quan vung mạnh tay một cái rồi ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào vòng bàn tay rồi từ từ hợp ngón tay tạo thành kiếm và sau đó vung mạnh một cái kết thúc thôi dạo kiếm khí hình vòng cung mãnh liệt đánh tới với một tốc độ cực kỳ nhanh nó nhanh đến mức mà chúng chỉ nhìn thấy một đạo tinh quang ánh lên một cái rồi toàn thân cảm thấy vô lực và từ từ ngã gục xuống đất và triệt để mất hết sinh cơ đúng là không chịu được một kiếm nhìn thi thể ám ảnh lang nằm lăn lóc trên nền đất đế nguyên quân thở dài ra một hơi rồi bước đi qua thi thể chúng và đi vào trong sâu ở trên đường đi đến điểm cuối cùng của hang động, đế. Nguyên quân bị hơn 10 đầu tam cấp hung thú khác mai phục nhưng chúng chỉ là những cá thể riêng biệt hoặc cao lắm thì cũng là hai ba đầu cũng xông lên. Nhưng hắn bây giờ đã không còn có ý định chơi đùa nữa nên mạnh tay rất chất chúng chỉ với một chiêu duy nhất. Đi đến nơi cuối cùng của hang động, đế nguyên quân đưa mắt nhìn xung quanh thì không khỏi kinh ngạc vì nơi này chẳng khác gì một căn phòng lớn với những cột đá góc cạnh đâm thẳng xuống đất giống như những cây cột đình to lớn. Lúc này, đế nguyên quân liếc mắt nhìn xung quanh thì thình lình lên tiếng, Ta đến đây rồi nhưng sao ngươi vẫn còn trốn tránh? Bất chợt, hắn cảm nhận ở trên cao bông có một chút khí tức dao động, liền ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một đầu cự xà cuộn tròn quanh trụ đá nhìn xuống với hai con mắt màu vàng kim lớn trông rất dọa người. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp vảy màu đen trông giống như một bộ áo giáp trông rất chắc chắn. Nhìn thấy cơ thể to lớn của đầu cự xà cùng với lớp vảy cứng in hình từng vết kiếm ở trên người, Đế Nguyên Quân không giấu được cảm xúc mà nụ cười lạnh, nói: "Ngươi đây rồi, chỉ cần ta rất ngươi thì những thứ ở nơi này đều thuộc về ta." Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân dẫm mạnh chân một cái rồi nhảy lên cao. Trong ánh mắt của đầu cự xà nhìn thấy thân ảnh hắn xuất hiện cùng với đó là một nắm quyền chất chứa một lượng lớn chân nguyên đánh tới. Không kịp phản ứng lại, đầu con cự xà bị một quyền đế nguyên quân đánh chúng tạo thành một vết nứt lớn ở trên đỉnh đầu và trụ đá cũng vì thế mà bị đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Đau đớn là thế nhưng đầu cự xà cũng nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt nói nhìn đế nguyên quân một cái rồi vung mạnh cái đuôi lớn của mình để đánh bay hắn ra xa và đập mạnh vào vách tường. Từ trên vách tường rơi xuống, Đế Nguyên Quân đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi thở dài một hơi, nói. Công kích của hung thú tam cấp đỉnh phong đúng là không thể xem thường được. Nếu như vừa rồi ta không dùng chân nguyên để ngăn lại thì đúng là khôn lường thật. Không để đế nguyên quân có phản ứng, đầu cự xa lại một lần nữa phát động công kích của mình. Trái với cơ thể to lớn đó, nó nhanh chóng áp sát về phía đế nguyên quân rồi há miệng cắn xuống một cái. Nhìn miệng lớn cắn xuống, đế nguyên quân cảm tưởng bản thân bị nó cắn trúng thì khó lòng mà tránh được cái chất nhanh chóng tránh né, đế nguyên quân dẫm mạnh chân nhảy lên cao và đồng thời ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào chân phải rồi sau đó đạp mạnh xuống đất. Huyền cấp trung phẩm thoái pháp, đạp thiên, đạp mạnh đầu cử xà xuống đất, đế nguyên quân nhanh chóng nhảy lùi ra rồi nhìn về phía đỉnh đầu của nó thì khẽ nhíu mày, hắn không ngờ được là một chiêu vừa rồi chỉ khiến lớp phải ở bên ngoài hiện lên một vết nứt và một vết lõm không quá lớn thì thoát ra. Không ngờ lớp phải của nó lại cứng chắc như thế này. Cũng đúng mà thôi, nó dựa vào lớp phải cứng ở bên ngoài nên mới có thể đánh đuổi được những người kia còn không thì đã bị họ rớt chất từ sớm đúng là có chút phiền phức bị hai lần đánh trúng đỉnh đầu cự xa ngẩng đầu nhìn về phía đế nguyên quân rồi tức giận giống lớn một tiếng nó nhanh chóng trườn về phía hắn rồi đột một xoay người và vung mạnh đuôi đánh tới nhìn cái đuôi lớn chuẩn bị đánh trúng, đế nguyên quân cười khẩy một tiếng và nói ngươi nghĩ một chiêu mà có thể dùng được hai lần đế nguyên quân thúc giục chân nguyên lên đến đỉnh điểm và đồng thời đưa tay ra trước ngực rồi đan chéo hai tay lại với nhau Bỗng, một tiếng động lớn vang lên và cùng với đó là thân ảnh đế nguyên quân bị đẩy lùi với hai chân trà mạnh xuống đất tạo thành hai cái rãnh sâu. Cảm thấy hai tay truyền đến cảm giác đau nhói cùng khóe miệng ẩn ẩn chảy xuống một dòng máu tươi. Đế nguyên quân thở dài một hơi rồi thốt ra, xém chút nữa là bị đánh gãy cả hai tay, đúng là vẫn yếu kém một chút. Dương mắt nhìn cử xà đánh tới, đế nguyên quân hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Hai đầu tay hắn hợp lại tạo thành một thanh kiếm và truyền vào đó toàn bộ chân nguyên cùng với đó là một lượng kiếm khí viên mãn cực kỳ kinh khủng. Đế Nguyên Quân cắn răng quát lớn một tiếng, đến đây, sau đó, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân một cái rồi lao lên. Ngay khi sắp bị cự xà nuốt xuống, Đế Nguyên Quân xoay người một cái liền lách người qua một bên rồi vung mạnh kiếm chiêu. Ngay sau đó, một thanh âm ra thịt bị cắt đứt vang lên cùng với thi thể cự xà ngã xuống và đầu của nó bị phân ra thành hai nửa. Đế Nguyên Quân lúc này mới có thể thở dài được một hơi. Đúng là suýt soát, nếu như vừa rồi không kịp phản ứng thì ta đã bị miệng lớn của nó chân diệt. Không có thời gian nghỉ ngơi, đế nguyên quân đưa mắt nhìn về phía lôi đi của hang động thì lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Với tình trạng của ta hiện tại thì không thể đối phó với những người ban nãy. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, đế nguyên quân quay người đi về phía đống linh dược cùng với những thi thể nằm gục ở trên nền đất thì vung mạnh tay một cái liền thu hết toàn bộ linh dược và nhẫn chữ vật. Sau đó, đế nguyên quân đưa mắt nhìn vào trong góc thì trông thấy một cái rãnh tương đối hẹp thì liền đi vào trong đó. Tuy không biết nó sẽ dẫn tới đâu nhưng hắn dám chắc là nó sẽ dẫn hắn thông qua phía bên kia của ngọn núi. Lúc này, ở bên ngoài hang động, đám người sau khi thoát được ra ngoài thì vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh. Họ không ngờ bản thân lại có thể thoát ra ngoài bằng một cách dễ dàng đến như vậy. Họ có thể toàn mạng đi ra là một chuyện tốt nhưng nhìn biểu cảm của đám người thì không được thoải mái cho lắm. Vì những người đi cùng họ khoảng chừng 30 người nhưng chỉ có 10 người an toàn rời khỏi. Trong số những người bị hung thú rớt chết đó có không ít người là bằng hữu và người thân cận nên họ cảm thấy tự trách vô cùng. Tuy họ biết thực lực của đầu cự xà rất là kinh khủng và hang động này rất là nguy hiểm nhưng họ lại không quan tâm đến điều đó mà mà vẫn nằng nặc đi vào. Nếu như họ không cùng nhau đi vào thì chuyện này chưa từng xảy ra. Đám người đứng nở người ở bên ngoài một lúc thì bị những tiếng bước chân rồn dập từ phía bên dưới chuyển đến thì ngay lập tức bừng tỉnh. Ánh mắt họ nhìn về phía đám người thì biết đó chính là cứu viện của gia tộc phái đến. Nhìn dáng vẻ 10 người, người tàn tạ đang đứng ở bên ngoài hang động, đám người cứu viện nhìn thấy thế thì nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt họ nhìn người người lộ vẻ vui mừng vì họ đã an toàn trở ra và đan sen với đó là có chút buồn tuổi ở trong lòng tuy không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong nhưng khi nhìn biểu cảm của những người này thì đoán được họ đã thất bại trong lần đột kích này một vị lão giả dẫn đầu đoàn người nhìn người người hỏi an toàn trở ra là ta mừng rồi mười người dáng vẻ bần thần ngẩng đâu nhìn về phía lão giả khóe miệng họ khẽ run lên một cái trả lời với giọng điệu ngập ngừng trưởng lão ta không để nam tử nói dứt lời lão giả thở dài một hơi rồi lắc đầu nói chuyện này không phải lỗi của các ngươi nên không cần tự trách lần đột kích này ta đã đoán được các ngươi có khả năng cao sẽ thất bại và số thương vong sẽ còn lớn hơn đáng lý ra ta phải là người dẫn đầu đột kích nhưng gia tộc đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng nên mới dẫn đến chuyện này và đáng lý ta phải dẫn người cứu viện sớm hơn thì số lượng thương vong sẽ ít hơn xin trưởng lão đừng tự trách như thế đáp lại ánh mắt đám người ngấn lệ trả lời ta biết trưởng lão lo lắng cho bọn ta nên mới tức tốc đến đây và đệ tử cũng cảm thấy rất may mắn khi có người đã tiêu diệt hết toàn bộ hung thú ở sau lưng nên chúng đệ tử mới trở ra an toàn như thế này được. Cái gì, lão giả nghe thấy vậy thì hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn họ thốt ra. Với thực lực của các người thì ít nhất cũng có thể sánh được với cường giả thiên địa cảnh và muốn đối phó với chúng thì với chừng đó vẫn chưa đủ. Lão đưa mắt nhìn đám người, hỏi là cường giả thiên địa cảnh nào ở trong thành gia tay tương trợ sao? Không biết người đó là ai? thấy ánh mắt mong đợi và cảm tạ của trưởng lão, đám người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười khổ một tiếng. Nói ra thì sợ khiến trưởng lão chê cười chứ người cứu chúng đệ tử là một người trông còn rất trẻ tuổi, nhìn vóc dáng thì người này chắc chắn chưa đến 20 tuổi. Không thể nào, lão giả giật nảy mình một cái, ánh mắt lão ngờ vực nhìn đám người nói. Cho dù 10 thiên kiêu ở trong thành có đến thì cũng không có một ai có thực lực mạnh như thế này được. Các người đang đùa ta sao? Chúng đệ tử nào dám? Đáp lại, đám người lắc đầu, dám vẻ kính cẩn trả lời những gì mà đệ tử nói đều là sự thật thật sự thì chúng đệ tử còn chưa nhìn thấy mặt của người này nên không biết hắn là ai và đệ tử chắc chắn một điều là hắn không phải người của thanh lan thành nếu là phải thì hắn chính là người đã đóng cửa bế quan suốt một thời gian dài của một gia tộc hay thế lực lớn nào đó lão giả nghe thấy vậy thì càng cảm thấy không tin tưởng nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của đám người không giống như đang nói dối đứng suy nghĩ một lúc lão giả thở dài một hơi rồi đáp thôi được rồi nếu như lời các ngươi nói là sự thật thì ta cũng chỉ còn cách là tin tưởng đợi khi hắn ra ngoài thì ta phải đa tạ hắn mới được trưởng lão đám người cúi đầu anh hắn họ lộ ra vẻ lo lắng đáp chúng đệ tử cũng rất muốn nói lời đa tạ nhưng hắn hiện tại đã đi vào sâu bên trong có lẽ mục tiêu của hắn là ở cuối hang động đệ tử đi vào trong đó rồi nên biết qua về thực lực của chúng chỉ sợ một mình hắn không thể chống đỡ được lão già nghe thấy vậy thì tức giận quát một tiếng thế sao không nói sớm nhanh chóng đi vào bên trong cứu hắn dẫn đám người đi vào trong hang động lão vừa đi vừa nhìn đống hỗn độn ở phía trước thì không khỏi nhíu mày. Nhìn những bộ thi thể hung thú nằm ngổn ngang ở trên nền đất mà không khỏi kinh ngạc. Lão tiến lại gần thi thể của một đầu tam cấp hung thú thì khẽ chạm ngón tay lên miệng vết thương ở trên người nó thì bất chợt giật mình một cái. Lão đưa ngón tay lên thì trông thấy một dòng máu chảy xuống, ánh mắt lão vừa bất ngờ vừa kinh hãi nhìn những thi thể khác ở xung quanh rồi thốt ra. Chúng bị rất chất một thời gian rồi nhưng trên miệng vết thương vẫn còn lưu lại kiếm khí rất mãnh liệt. Chưa kể, chúng bị rớt chất chỉ với một chiêu. Chắc chắn thanh kiếm của hắn phải thuộc linh khí có cấp bậc tương đối cao và kiếm khí mới có thể gây ra thương tích như thế này được. Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu, đáp, trưởng lão, trên người hắn không có bất cứ một thanh kiếm nào cả. Thật sao? Lão giả ánh mắt kinh hãi nhìn qua đám người, đáp, nếu như hắn không sử dụng kiếm mà có thể gây ra được những vết thương chí mạng đáng sợ này, chẳng lẽ đẳng cấp kiếm khí của hắn đã đạt đến mức đỉnh cao nhất? Kiếm khí hóa hình? Không, không, chuyện này chắc chắn là không thể cho dù ở thanh lan thành hay là những thành lân cận hoặc những thành lớn khác đều không có một thiên kiêu trẻ tuổi nào có trình độ kiếm khí kinh khủng như thế này được cho dù có thì cũng không thể đạt đến mức độ thanh thuần trầm ổn đến mức mà ta khó lòng mà tưởng tượng được đám người nghe thấy vậy thì cúi đầu họ trầm mặc suy nghĩ và nhớ lại khoảnh khắc họ gặp hắn lúc đó họ vì quá lo lắng hung thú sẽ tấn công bất ngờ nên đã chỉ mũi kiếm về phía đế nguyên quân trong đầu họ hiện lên một khung cảnh đế nguyên quân tức giận và có ý định rất chất họ thì đột nhiên dùng mình một cái Toàn bộ cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua cùng với một làn gió lạnh thấu tận tâm. Can, ngay khi đám người không biết nói gì thì lão giả đã nhanh chân đi lướt qua người họ rồi lớn tiếng quát. Các ngươi đứng ngẩn người ở đó làm gì, còn không nhanh đi vào, đi dọc một đường vào bên trong, họ cảm nhận bầu không khí xung quanh bỗng nhiên nặng nề vô cùng và một mùi huyết dịch tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến toàn bộ lông tóc dựng đứng cả lên. Nhìn những bộ thi thể hung thú nằm ngổn ngang trên nền đất thì họ không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh tất cả hung thú ở đây đều bị hắn rất chất chỉ trong một chiêu. Tuy không biết đế nguyên quân là ai và hắn là người như thế nào nhưng trong lòng lão giả lúc này đang phất khích vô cùng. Ánh mắt lão nhìn ra xa lộ ra vẻ mong đợi, lão không thể ngờ được là có thể gặp một thiên kiêu xuất chúng như vậy ở một nơi nguy hiểm như thế này. Trong đầu lão dần hiện lên khung cảnh kết giao được với đế nguyên quân và hắn giúp đỡ gia tộc đạt được thành tích tốt trong lần thiên kiêu tụ hội lần này thì không chỉ danh tiếng và thế lực của gia tộc sẽ được tăng lên và được củng cố. Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp trước mắt, lão không giấu giếm được mà nở một nụ cười lớn vang vọng khắp toàn bộ hang động nhìn trường lão đang hết sức phấn khích đám đệ tử trong đầu tự hỏi lão đã bao lâu rồi mới có biểu cảm như vậy tuy nghe điệu cười này có vẻ không được thiện ý cho lắm nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào càng đi vào sâu cái mùi huyết khí thanh nồng dần giảm xuống nhưng ngược lại thì bầu không khí ở nơi này ngày càng trở nên nặng nề và có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẻ xuống khiến họ lo lắng vô cùng ngay khi đi đến nơi cuối cùng của hang động lão giả đưa tay lên ra hiệu đám người dừng lại và nhìn về đống hỗn độn ở phía trước nhìn những trụ đá lớn bị kiếm khí đánh trúng và đổ vỡ cùng với những vết kiếm những vết va đập mạnh ở trên vách đá thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lão giả cảm nhận lượng dư âm còn lại ở nơi này mà không khỏi lạnh người ánh mắt lão nhìn những dấu vết kiếm khí cùng với khí thức còn lưu lại thì hít vào một ngụm khí lạnh nói đúng là ta đã có phần khinh thường tên đó nhìn đống hỗn độn và thi thể của cửa xả ở trước mắt mà cảm thấy kinh hãi không biết hắn là thiên kiêu của gia tộc hay tông môn lớn nào mà có thể có thực lực cũng như kiếm khí kinh khủng đến mức này đi về phía thi thể của cửa xà lão giả đặt nhẹ lên lớp phải cứng cáp của nó thì khẽ nhíu mày lão không ngờ nó chỉ là một đầu tam cấp đỉnh phong hung thú nhưng lại có lớp phải cứng cáp đến như thế cho dù là cường giả thiên địa cảnh tầng thấp như lão cũng cảm thấy ái ngại khi phải đối mặt với nó đặt nhẹ tay lên miệng vết thương ở trên đầu nó ánh mắt lão giả đầy sự khó tin và không thể tưởng tượng được nuốt vào một ngụm khí lạnh thanh âm lão giả khẽ run lên một cái rồi thốt ra. Nhìn những vết tích ở nơi này thì hắn đã gặp phải không ít khó khăn nhưng ta thật không thể tin nổi, hắn dắt nó bằng một kiếm và nhát kiếm này được kiếm khí ngưng tụ thôi sao. Không ngờ đến tuổi này rồi mà ta vẫn có thể gặp được một người có thiên phú kiếm đạo đạt đến đẳng cấp này. Đúng là được mở mang tầm mắt, đám người từ đầu đến cuối đều nghe giọng điệu của lão giả xem trọng và đề cao đế nguyên quân hết sức thì cảm thấy khó hiểu. Trưởng lão, người luôn miệng nói kiếm khí của hắn mạnh, đệ tử không biết uy lực của một kiếm này sẽ mạnh như thế nào lão giả liếc mắt nhìn về phía đám đệ tử thì thở dài một hơi ánh mắt lão có phần nặng nề nhìn họ đáp các ngươi đúng là còn thiếu sót rất nhiều đã tu luyện đến tận cảnh giới này mà các ngươi còn không cảm nhận được hay sao nhìn đám đệ tử vẻ mặt thẫn thờ và không biết nói gì lão giả đứng dậy ánh mắt nhìn lên cao rồi hạ thấp giọng nói nếu các ngươi không biết thì để ta nói cho vậy uy lực của một kiếm này cực kỳ mạnh nếu để tên tiểu tử xếp thứ nhất trên danh sách thiên kiêu khi đối mặt với một kiếm này thì giống như một tờ giấy mỏng bị chớm thành hai nửa một cách dễ dàng nói đúng hơn thì ngay cả ta cũng khó lòng mà ngăn được cho dù có trận lại thành công thì cũng phải trả một cái giá rất lớn bây giờ thì các ngươi đã hiểu uy lực của một kiếm này đáng sợ đến mức nào hay chưa đám đệ tử nghe thấy vậy thì chỉ biết cúi đầu và im lặng họ biết thực lực của thiên kiêu xếp ở vị trí thứ nhất đáng sợ như thế nào mà cũng bị một kiếm này rất chất dễ đến như vậy không những thế mà ngay cả trưởng lão cũng khó mà chống đỡ Tuy nghe có vẻ khó tin nhưng những gì trưởng lão nói không có cảm giác như đang lừa gạt. Nhìn đám đệ tử có vẻ nản chí, lão giả hai tay vỗ mạnh một cái rồi quay người, nói: "Hắn không còn ở đây nữa thì ta cũng nên rời khỏi, các ngươi nhanh chóng mang thi thể của cự xà rồi quay trở về gia tộc. Ta mong các ngươi trải qua chuyện này thì sẽ có cái nhìn với thế giới tu luyện này tốt hơn. Không phải khinh thường các ngươi nhưng ở ngoài kia vẫn còn tồn tại những thiên kiêu có thể lực còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Nên nếu như các ngươi mà cứ nhụt trí như hiện tại thì cũng chỉ là những tên phế vật." Và cũng trong thời gian đế nguyên quân không có mặt ở Thanh Lan Thành thì toàn bộ các thế lực ở trong thành đã có một phen trao đảo vì một cái tin tức. Ở trong thành đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên thần bí có thực lực mạnh hơn cả 10 vị thiên kiêu đứng đầu và còn có kiếm khí vô cùng kinh khủng. Ngôn tình cổ đại, tin tức này ngày càng lan rộng thì những thế lực ở trong thành cũng bắt đầu có những hành động âm thầm. Và những người được xem là thiên kiêu cũng cảm thấy không được thoải mái vì sự xuất hiện của đế nguyên quân, cũng như tên tuổi của hắn được những người trong thành đồn thổi. Dần dần, một làn sóng tìm kiếm đế nguyên quân hiện lên và những thiên kiêu ở trong thành muốn cùng hắn đánh một trận để xác thực. Sau khi rời khỏi hang động, đế nguyên quân dừng chân tại phần dốc ở phía bên kia sườn dốc. Trải qua những trận chiến liên tiếp thì chân nguyên cũng như sức lực của hắn hiện tại đã tiêu hao gần như hết toàn bộ. Đế nguyên quân kiểm tra hết toàn bộ nhẫn chữ vật thu được thì lấy được hơn 10 bình đan dược các loại cùng một vài gốc linh dược ở trong hang động. Tuy phẩm chất của nó không được cao nhưng hắn cũng không vì thế mà vứt bỏ chúng. Một hơi nuốt hết toàn bộ đan dược cùng linh dược, đế nguyên quân dốc hết toàn bộ sức lực để vận hóa côn bằng công đồ điên cuồng luyện hóa chưa đến một nén hương đế nguyên quân đã luyện hóa hết xong hết và tiếp tục đi đến tòa sơn nhạc tiếp theo với tốc độ tìm kiếm linh dược hiện tại đế nguyên quân vẫn chưa thể chuẩn bị đầy đủ để có thể đón nhận thiên đố bởi vì mục đích hiện tại của hắn không chỉ đơn giản là độ thiên đố bình thường mà hắn còn lo ngại việc bản thân chuẩn bị không tốt thì rất có thể còn kéo đến những chuyện khác nữa tỷ như việc hắn luyện hóa huyết đế mộc một loại thánh cấp linh dược tuy nó chỉ là một hạt giống vừa mới nảy mầm nhưng nó trung quy vẫn là thành cấp linh dược nên một khi đế nguyên quân luyện hóa sẽ dẫn đến dị tượng cũng như thiên đố sẽ kéo đến với một uy lực khó lòng mà tưởng tượng được chính vì không biết trước được kết quả nên đế nguyên quân bắt buộc phải chuẩn bị cho thật kỹ càng nếu như trong lúc hắn nhập thiên đố mà có sai sót thì nguy hiểm vô cùng sau khi hồi phục chân nguyên được phân nữa đế nguyên quân đứng dậy và đi về phía tòa sơn nhạc tiếp theo khác với lần trước tòa sơn nhạc này trông thoải hơn rất nhiều và hung thú cũng không tụ tập lại mà giải rác ở khắp nơi cũng chính vì thế nên có không ít thế lực gia tộc gửi đệ tử đến đây ma luyện ngay khi chuẩn bị đi lên đế nguyên quân ngẩng đầu nhìn ra xa thì trông thấy từng nhóm người đang tụ tập lại với nhau nhìn họ trò chuyện vui vẻ thì trong đầu hắn thầm nghĩ đám hung thú ở trên kia không mấy nguy hiểm và hắn chắc chắn một điều là cơ duyên ở đây không có nhiều nên nhìn bọn họ trông thoải mái như vậy ngay khi đế nguyên quân chuẩn bị quay người rời đi và tìm đến một nơi khác thì đột nhiên hắn nghe thấy được cuộc trò chuyện của đám người đứng ở phía trước tuy không nghe rõ hết được nhưng hắn vừa rồi nghe thấy đám người này đang chuẩn bị tranh đoạt thứ gì đó nhìn dáng vẻ họ lén la lén lút và thì thầm to nhỏ thì đế nguyên quân phỏng đoán thứ đó có thể là một cơ duyên nào đó to lớn tránh để đám người kia phát hiện đế nguyên quân đứng cách họ một đoạn tương đối xa và che giấu đi ánh mắt cũng như ý định của mình hòa nhập vào trong đám người đế nguyên quân lân là từng bước tiến lại gần ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử đang đứng một mình ở trước mặt hỏi thật xin lỗi không biết nơi này có chuyện gì mà có nhiều người tụ tập đến vậy Nữ tử liếc mắt qua nhìn thì trông thấy một người mang mặt nạ vô diện thì cảm thấy ái ngại và không muốn trả lời. Ánh mắt cô nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng, ngươi gọi ta, đáp lại, đế nguyên quân gật đầu, chắc ngươi là người mới đến nên có lẽ không biết, ánh mắt có chút không thoải mái, trả lời. Trên đỉnh ngọn tòa sơn nhạc này có một gốc linh dược huyền cấp hạ phẩm cực kỳ chân quý nên những người tụ tập tại đây cũng vì nó mà đến. Ta khuyên ngươi, nếu như có ý định tranh đoạt thì nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này không phải nơi dành cho một người. Nhìn dáng vẻ không mấy thiện trí của nữ tử, đế nguyên quân miễn cưỡng gật đầu đáp. Đa tạ cô nương đã nhắc nhở. Nói xong, đế nguyên quân hướng về phía đỉnh tòa sơn nhạc mà bỏ qua sự nhắc nhở cũng như ý tốt của nữ tử. Điều này vô tình khiến cô cảm thấy không được thoải mái và cảm thấy phật ý. Hừ, không biết tên này từ đâu đến. Mà thôi, quan tâm hắn làm gì, ta có ý nhắc nhở mà không chịu nghe. Đến lúc xảy ra chuyện thì cũng đừng trách ta không nói trước. Đi lên được nửa đường, đế nguyên quân liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy rất ít người, thậm chí là họ vẫn còn đứng ở dưới chân núi đế nguyên quân cảm thấy rất kỳ lạ đối với họ thì gốc huyền cấp hạ phẩm linh dược rất là chân quý và đáng để họ tranh đoạt với nhau nhưng nhìn những người đứng ở phía bên dưới không lộ vẻ gấp gáp mà giống như đang nhàn nhã đứng đợi thấy rất khó hiểu đế nguyên quân suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn lên cao thốt ra đám người này không tranh đoạt gốc linh dược này thì chắc chắn phải có nguyên do nào đó chẳng nhẽ ở trên kia có một đầu hung thú tứ cấp sao nếu đúng là như thế thì thật sự rất nguy hiểm với tình trạng của ta hiện tại thì khó lòng mà tranh đấu thôi thì đi lên nhìn xem thử cũng không sao nếu như gốc linh dược có tứ cấp hung thú bảo vệ thì ta rời đi cũng không muộn đi được thêm một lúc đế nguyên quân đột nhiên nghe thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ trong lùm cây ở gần đó ngay lập tức đế nguyên quân liền đưa tay lên và ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một trường cùng với đó là một tiếng giống thảm thiết từ trong lùm cây vang lên chỉ là một đầu hung thú nhị cấp nhỏ bé mà cả gan rình mò ta đế nguyên quân ánh mắt lạnh lùng thốt ra Tiếp đó, đế nguyên quân không muốn tiêu tốn thời gian cũng như chân nguyên thêm nữa nên hắn cũng không giấu giếm mà tung ra uy áp. Ngay lập tức, những đầu hung thú nhị cấp bị khí thức của hắn dọa sợ nên nhanh chóng chạy tán loạn ra xung quanh. Nhìn thấy một cảnh này, hắn cũng không giấu được mà giật mình một cái. Hắn không hiểu bản thân có gì đáng sợ hay sao mà khi vừa mới tản mát ra uy áp lại khiến đám hung thú sợ hãi đến như vậy. Trong mắt hắn thì khí thức và uy áp của bản thân vẫn cực kỳ bình thường, nhưng hắn đâu biết là trong mắt chúng thì uy áp và sát khí của hắn thì chẳng khác gì một tôn đại ma. Đầu với dưới chân là một biển thi thể, như vậy thì càng tốt, đế nguyên quân khóe miệng vỉnh lên nở một nụ cười nhẹ, nói. Kể từ lúc mà hắn thả ra uy áp của mình thì dọc đường hắn đi lên đỉnh thì thuận lợi vô cùng. Đúng như những gì mà hắn dự đoán ban đầu, ở trên tòa sơn nhạc này có tồn tại hung thú nhưng thực lực của chúng đa phần là nhị cấp hung thú trở xuống. Đế Nguyên Quân đi mãi cho đến khi sắp tới đỉnh nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy một đầu tam cấp hung thú nào cả. Dần dần, đế nguyên quân cảm thấy việc này quá mức buồn chán nên hắn cũng không mảy may suy nghĩ nữa mà đi thẳng lên đỉnh. Ngay khi cách đỉnh còn chưa đến 100 trượng, đế nguyên quân đứng lại, ánh mắt hắn nhìn lên thì trông thấy một vài bóng đen đi lướt qua trước mắt và cùng với đó là những cổ khí thức cường giả mạnh mẽ. Đế nguyên quân còn tưởng chừng chưa có người nào đi lên trên này trước nhưng hiện tại thì hắn gần như đã hiểu rõ được. Nhìn dáng vẻ đám người phía bên dưới vui vẻ cười nói mà không mảy may lo lắng, tất cả là vì có những người đang đứng ở trên này họ chính là những thiên kiêu đến từ những gia tộc và những thế lực lớn ở trong thành nên thực lực của họ đã vượt xa những người phía bên dưới và mục đích của bọn họ đến đây là ma luyện bản thân nên những hung thú có cấp bậc cao và nguy hiểm thì đều đã bị họ tiêu diệt gần như hết toàn bộ đứng ở trên hẻm núi đám người rất nhanh liền cảm nhận được khí thức của đế nguyên quân thì cúi đầu nhìn xuống khi thấy bóng dáng một người xa lạ mang mặt nạ che mặt thì họ khẽ nhíu mày ánh mắt tò mò nhìn đế nguyên quân đi lên rồi quay qua hỏi những người khác các ngươi thấy tên này là người của gia tộc nào ta thấy hắn rất lạ trông không giống như người ở trong thành ta cũng thấy hắn rất lạ không biết hắn là ai mà cả gan dám một mình đến đây hắn không biết là ở trên kia còn có những đầu hung thú tam cấp mà ngay cả ta cũng không thể rớt được hay sao quan tâm hắn làm gì cho dù hắn có là thiên kiêu của gia tộc nào đi nữa nhưng cậy bản thân có chút thực lực đến đây thì chẳng khác gì một tên ngung cuồng đến ngu dốt ha 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 cái này thì ta không chắc nhưng mà nhìn dáng vẻ thong dong của hắn thì ta nghĩ thực lực không thấp hơn ta với cả Nhìn mặt nạ vô diện đó thì ta nghĩ đến những ẩn thế gia tộc hoặc là một tổ chức sát thủ nào đó. Nhìn kỹ mới thấy, khí tức trên người hắn đúng là có phần đáng sợ. Chắc hắn là một tên sát thủ trẻ tuổi, nghĩ đến sát thì ta nổi cả da gà, vì linh thạch mà có thể ra tay giết người không thương tiếc. Tuy rất đáng khinh nhưng ta cũng phải công nhận một điều là thực lực của họ rất mạnh, cho dù đồng cấp thì ta cũng khó lòng mà đánh thắng được. Chưa kể, tốc độ của họ nhanh hơn ta nhiều, ra tay thì nhanh và tàn độc. Ta thật sự không muốn đối đầu với bọn họ một chút nào cả. Cảm giác như đám người ở phía trên đang nhìn và bàn tán sau lưng, Đế Nguyên Quân vẻ mặt có chút không vui rồi ngẩng đầu nhìn lên cao, nói: "Đám người này không biết sợ là gì, dám chỉ trỏ, bàn tán sau lưng người khác mà không sợ đắc tội đến người mà các ngươi không nên chọc." Đám người ở trên kia nghe thấy thế thì lộ ra vẻ khoái trí, châm chọc Đế Nguyên Quân, nói: "Các ngươi xem hắn đang nói gì kìa, hắn đang cảnh cáo ta sao?" Nghe mà cảm thấy buồn cười, cho dù ngươi là người của hội ám sát thì cũng phải hiểu được một cái đạo lý muốn nói gì gì thì phải uốn lưỡi bảy lần và phải có suy nghĩ. Ngươi thấy bọn ta sợ ngươi lắm sao, đúng là buồn cười, ta thì thấy ngược lại, người khiêu khích không phải là bọn ta mà chính là ngươi. Ngươi cậy thế lực ở sau lưng là muốn làm gì cũng được. Khôn hồn thì cúi đầu nhận sai, bằng không thì đừng trách ta ra tay không nể mặt. Hình như các ngươi đang hiểu lầm, đáp lại, đế nguyên quân ánh mắt nhìn chầm chầm đám người rồi cười lạnh một tiếng, trả lời. Ta không phải cảnh cáo mà chỉ. Đơn thuần là ta cảm thấy không vui khi bị các ngươi chỉ trỏ ở sau lưng, còn bây giờ các ngươi đã có định ý thì ta không còn lý do gì để nói nữa, nếu các ngươi không ngại thì cứ tới đây. Trịnh gia chủ, phiền ngươi phế bỏ đan điền của người người này rồi đuổi ra khỏi trịnh gia. Đám người nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt họ nhìn đế nguyên quân với dáng vẻ kinh ngạc đến ngơ ngác rồi bất ngờ cười lớn một tiếng. Ha ha ha, ngươi vừa nói gì, ta nghe còn chưa rõ. Ha ha ha, tên này dựa vào đâu mà muốn gia chủ phế bỏ đan điền và đuổi bọn ta ra khỏi trịnh gia đúng là buồn cười ta nói cho ngươi nghe ngươi chỉ là một tên từ đâu đến thì biết gì ngươi biết bọn ta đã vì trịnh gia mà làm biết bao nhiêu là việc ngươi có biết vì trịnh gia mà bọn ta phải liều mình biết bao nhiêu lần ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà dám buông lời đó trước mặt bọn ta mặc kệ lời nói của đám người đế nguyên quân đưa mắt nhìn về phía trịnh kim thành thì thấy vẻ mặt hắn lúc này đang bối rối vô cùng đế nguyên quân liền hiểu những suy nghĩ hiện tại của trịnh gia chủ Đế Nguyên Quân không quan tâm đến suy nghĩ của Trịnh Kim Thành mà chỉ quay người lên tiếng rồi rời đi. Nếu như ngươi cảm thấy giữ lại 10 người này mà có thể cứu được Trịnh gia trong tình cảnh hiện tại thì có thể buông tha cho họ. Khi đó ta cũng sẽ rời khỏi Trịnh gia và ta cũng sẽ không đảm bảo tính mạng cho chúng. Trịnh gia chủ, người tự đưa ra quyết định đi." Trịnh Kim Thành cúi đầu, vẻ mặt hắn lộ rõ sự hoang mang và không biết phải làm như thế nào cho đúng. Hắn nghe từng câu từng chữ Đế Nguyên Quân rót vào tai mà không kiềm chế được cảm xúc mà bất giác run lên. Tuy hắn chỉ mới gặp đế nguyên quân không lâu nhưng lại nhìn thấy rất rõ tính cách quả quyết và đầy sự quyết đoán mà không kiêng nể bất cứ chuyện gì. Trịnh Kim Thành không thể hiểu được việc một người có tính cách đáng sợ có thể ra tay giúp đỡ hắn, giúp đỡ trịnh gia vượt qua hiểm cảnh là phúc hay họa. Trịnh Kim Thành không đoán được việc đế nguyên quân sau khi giúp trịnh gia vượt qua được khó khăn ở trước mắt thì sau này sẽ như thế nào. Nhưng những gì mà hắn suy nghĩ hiện tại đều đã quá muộn màng, bởi vì hắn lúc trước không suy nghĩ thấu đáo nên đã thể là sẽ khuất phục đế nguyên quân. Và nếu Trịnh Kim Thành bây giờ phản bội lại lời thề đó thì không phải chịu sự trừng phạt của đế nguyên quân đó chính là cái chất, càng đáng sợ hơn là không chỉ có hắn mà toàn bộ người của Trịnh gia vĩnh viễn sẽ không thể nhập luân hồi. Bất giác, Trịnh Kim Thành ngẩng đầu nhìn lên cao rồi cười lớn một tiếng. Người ngoài nhìn vào thì tưởng chừng hắn cười vì chuyện vui vẻ nào đó nhưng thực chất ở trong tâm can hắn lại là vô tận sóng lớn. Hắn biết và công nhận những công lao và đóng góp của 10 người này đối với Trịnh gia lớn như thế nào. Hắn cũng hiểu rõ 10 người này đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn với Trịnh gia tuy không thể nói họ có ân nhưng lại có một công lao vô cùng to lớn. Trịnh Kim Thành lúc này cảm thấy rất hối hận, hắn biết tính cách đế nguyên quân sát phạt quyết đoán, không màng đến tính mạng người khác nhưng hắn vì sợ làm Phật ý nên mới không ngăn cản 10 người đó buông lời khinh thường, phỉ nhổ đế nguyên quân. Và nếu như hắn dám lên tiếng can ngăn thì chuyện như thế này đã không xảy ra. Nhưng Trịnh Kim Thành có hối hận thì lúc này cũng đã quá muộn. Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân rời đi thở dài một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía mười người với ánh mắt hối hận, hổ thẹn và khó nói. Đám người nhìn biểu cảm Trịnh Kim Thành hiện tại thì họ liền biết được những ý định tiếp theo nên lên tiếng: Gia chủ, không lẽ người vì một người ngoài mà đối xử với bọn ta như thế? Ngươi không nhớ những gì mà bọn ta đã làm cho Trinh gia hay sao? Ngươi vì một người ngoài mà nhẫn tâm ra tay với những người thân cận ở bên cạnh? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì không chỉ ngươi mà ngay cả Trịnh gia sẽ bị người đời khinh thường. Gia chủ, người từ trước đến giờ đã từng xem ta là một người thân cận. Ta, thật sự không hiểu được, người lại đem niềm tin đặt lên một người xa lạ mà người không hề hay biết hắn ta là người như thế nào. Chẳng nhẽ ngươi không sợ hắn có dã tâm sẽ đoạt lấy toàn bộ trịnh gia vào trong lòng bàn tay. Thậm chí là biến trịnh gia thành con rối để tùy ý điều khiển. Tại sao ngươi lại không tin vào bọn ta? Tại sao lại không tin vào những xương mấu mà bọn ta phải trả vì trịnh gia? Đối mặt với những lời trách móc của đám người, trịnh Kim Thành cảm thấy hổ thẹn vô cùng, tâm can hắn lúc này giống như bị thứ gì đó cào xé. Trịnh Kim Thành lúc này tự hỏi, liệu bản thân hắn làm như thế này là đúng hay sai? Liệu có còn cách nào khác để cứu vãn lấy tình cảnh này? Đứng xứng người một hồi lâu nhưng Trịnh Kim Thành không biến bản thân hắn hiện tại phải làm như thế nào cả. Cho dù hắn hiện tại có quỳ xuống cầu xin đế nguyên quân thì cũng không thể giải quyết được mà trái lại còn khiến 10 người này cảm thấy bị hạ thấp và sẽ khinh thường hắn. Không còn cách nào khác, Trịnh Kim Thành chỉ có thể nhìn 10 người một lúc rồi cúi đầu các vị là trịnh kim thành ta có lỗi ta biết những gì mà các vị đã làm cho ta và làm cho trịnh gia lớn như thế nào ta hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào mới phải là do bản thân ta yếu kém là do ta sợ hãi trước công tử nên mới không dám đứng ra nói giúp ta bây giờ cũng không biết phải làm gì để mọi chuyện có thể được ổn thỏa ta biết bản thân sẽ bị người đời xỉa sói khinh thường vì chuyện ngày hôm nay nhưng ta mong các vị hãy thông cảm và bỏ qua nếu như ta không làm theo lời hắn thì không chỉ các ngươi mà ngay cả ta cũng không thể tránh khỏi cái chất chắc có lẽ các ngươi không tin nhưng thực lực của hắn vượt xa ta và cả bốn vị trưởng lão ta bây giờ cũng không còn cách nào khác ngoài việc khuất phục hắn để hắn giúp trịnh gia ta vượt qua được hiểm cảnh trước mắt ta biết bản thân làm như thế là rất ích kỷ nhưng ta không còn cách nào khác nữa trịnh kim thành vừa nói vừa đưa tay lên vận lực đợi sau khi trịnh gia vượt qua được hiểm cảnh này thì ta sẽ tìm mọi cách để có thể bù đắp lại cho các ngươi xin hãy tha lỗi cho sự yếu kém này của ta răng rác, liên tiếp, từng thành âm nứt vỡ nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tâm can trịnh kim thành không ngừng run lên. Ánh mắt hắn nhìn thấy 10 người nằm la liệt ở trên nền đất với dáng vẻ đau đớn đến cùng cực, khóe miệng thì liên tục thổ huyết. Nhìn những ánh mắt cam phẫn và khinh thường của 10 người. Trịnh Kim Thành hai tay thiết chặt lại rồi một lần nữa cúi đầu, hắn không còn mặt mũi gì khi nhìn vào ánh mắt của bọn họ. Đám người đau đớn nằm dưới đất căm hận, lớn tiếng kêu gào. Trịnh Kim Thành, uổng công ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi lại có thể đối xử với ta như thế ta khinh thường ngươi, uổng công bọn ta gọi ngươi một tiếng gia chủ, uổng công ta tin ngươi có thể vì bọn ta mà vạch mặt với hắn. Nhưng ta không ngờ, ngươi có thể vì một kẻ xa lạ lại phế bỏ đan điền của ta. Chuyện ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Trịnh Kim Thành, ta cho dù có chất cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Ta rủa cho ngươi và cả trịnh gia này sẽ bị nam gia tiêu diệt. Nghe những lời thoá mạ của những người từng là người thân cận phò tá thoát ra. Trịnh Kim Thành không ngờ được là họ vậy mà có thể rủa trịnh gia sẽ bị nam gia tiêu diệt. Tuy khó lòng mà chấp nhận được nhưng hắn lúc này sao có thể lên tiếng phản bác lại. Tất cả mọi chuyện là đều do hắn tự mình làm ra, tất cả là tại vì bản thân hắn. Trịnh Kim Thành cắn chặt răng một lúc thở dài một hơi rồi quay người, ánh mắt hắn nhìn về phía đám gia nhân, nói. Người đâu, mang người người này rời khỏi trịnh gia ngay lập tức. Nhìn người người bị khiên ra bên ngoài, thấy ánh mắt cam phẫn và đầy nội ý của đám người nhìn lại. Trịnh Kim Thành tuy không nỡ nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách. Này nữa mà thôi, mong các người hãy hiểu cho ta đợi ta ba tháng thôi ta sẽ tự mình tìm và bù đắp lại cho các ngươi quay vào trong chính điện trịnh kim thành vẻ mặt thất thần ngồi xuống hắn đưa mắt nhìn đế nguyên quân đang ngồi trên ghế gia chủ thì lộ ra vẻ khó nói vô cùng nhìn thấy biểu cảm này của trịnh kim thành đế nguyên quân ánh mắt hờ hững giống như không quan tâm đế những chuyện vừa xảy ra trịnh gia chủ người bây giờ đang âm thầm trách móc ta sao đáp lại trịnh kim thành lắc đầu rồi thở dài một hơi hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trả lời ta nào dám có ý định đó đây chỉ là quyết định của ta mà thôi, tuy rất ích kỷ nhưng ta nghĩ họ cũng sẽ thông cảm và bỏ qua cho ta. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kim Thành một lúc. Ngươi có quyết định rất sáng suốt, ta nói vậy không phải vì muốn trà sát lên tâm can của ngươi nhưng đó là cách duy nhất để cứu tính mạng của bọn họ. Ngươi ích kỷ, ta không phủ nhận, nhưng nếu như ngươi không ích kỷ thì không chỉ tính mạng của bọn họ mà ngay cả Trịnh gia cũng cũng không còn. Ta biết bản thân ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, ta biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì về ta, nhưng ngươi phải biết một chuyện là ngươi đã thể sẽ thần phục ta ngươi vĩnh viễn không thể làm trái mệnh lệnh của ta ngươi cũng nên cảm thấy may mắn vì chuyện đó sau này rồi ngươi sẽ thấy ngươi và trịnh gia gặp ta may mắn biết nhường nào các ngươi sẽ không biết tương lai sẽ có cơ duyên to lớn như thế nào đâu lúc này ở bên phía lạc gia lạc thanh ngạc đang ngồi ở trong chính điện thì bất ngờ truyền đến một tiếng bước chân đang dần tiến lại gần lạc thanh ngạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy một trung niên nhân với gương mặt góc cạnh đi vào trung niên nhân nhìn lạc thanh ngạc vẻ mặt đầy sự yêu sầu và lo lắng thì lên tiếng lạc huynh chuyện đó vẫn chưa giải quyết được hay sao mạc huynh vừa mới đến sao lạc thanh ngạc thở dài một tiếng rồi lên tiếng đáp lời thời gian này ta bận giải quyết việc trong gia tộc nên không thể đến mạc ra được mong mạc huynh bỏ qua cho ha 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 lạc huynh nói quá lời rồi đáp lại mạc hữu thắng cười lớn một tiếng đáp nhìn ngươi âu lo như vậy ta cũng khiến ta cảm thấy não lòng nên hôm nay ta đến đây là mang đến một tin tốt ta chắc chắn là ngươi sẽ rất thích. Có chuyện gì sao?" Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên tốt hơn, ánh mắt hắn mong đợi nhìn Mạc Hữu Thắng, hỏi ngược lại. "Mạc huynh không ngại thì có thể nói thẳng." "Haiz, Mạc Hữu Thắng thở dài một hơi, đáp, "Ngươi lo nghĩ chuyện gia tộc nên tâm tính bây giờ không được tốt như trước. Lát nữa sẽ có người đến đây, ta có thể chắc chắn là người đó có thể giúp ngươi. Ngươi còn nhớ Thanh Lương Các chủ và La Thiên, gia chủ La gia ở Hồng Linh Thành." Lạc Thanh Ngạc nghe thấy cái tên Thanh Lương Các chủ thì đột nhiên nhíu mày. Hắn suy nghĩ một lúc thì đột nhiên sực tỉnh. Ánh mắt hắn vui mừng nhìn qua Mạc Hiếu Thắng, thốt ra: "Thanh lương, có phải là các chủ của Thanh Dược Lâu?" "Đúng là thế." Đáp lại, Mạc Hiếu Thắng đặt mông ngồi xuống, ánh mắt chắc chắn nhìn là Thanh Ngạc, nói: "Chắc ta không cần nói đến Thanh Dược Lâu nữa. Lúc trước tại Khảo Hạch Luyện Đan Cửu Phẩm, Thanh Lương các chủ dẫn đến một tên đệ tử là luyện đan sư thiên tài. Hắn chỉ dùng cửu phẩm linh dược mà có thể luyện được đan dược hoàng cấp. Chắc chuyện sau đó thì ngươi cũng đã biết." Thanh Lương đại diện cho Thanh dược lâu đơn phương rời khỏi luyện đan hội, tuy không phải thuộc một thế lực cao siêu nhưng lượng linh dược thì cực kỳ dồi dào. Nếu như lạc gia cùng Thanh dược lâu có thể kết minh thì ta chắc chắn ngươi sẽ thu được những thành quả còn to lớn hơn cả khi gia nhập luyện đan hội. Cái này thì ta biết, Lạc Thanh ngạc gật đầu, tuy ngoài mắt hắn không thể hiện rõ sự vui mừng nhưng trong lòng hắn lúc này đã không thể giấu giếm được cảm xúc, toàn bộ áp lực và khó khăn của Lạc gia thời gian gần đây dường như đã biến mất. Lạc Thanh ngạc ổn định lại tâm thần rồi quay qua hỏi tiếp vậy còn la ra thì sao ta nhớ là cả hai gia tộc chưa bao giờ qua lại và tại sao một thế lực ở hồng linh thành lại đến đây chẳng phải viên gia ở bên hồng linh thành không phải tốt hơn sao mạc hữu thắng nghe thấy vậy thì suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời cái này thì ta không rõ lắm nhưng ta thấy mối quan hệ giữa thanh lương các chủ và la thiên rất tốt hoặc cũng có thể là họ nhìn thấy được tương lai của lạc gia nên muốn đánh một canh bạc cũng có thể là như thế lạc thanh ngạc thở ra một hơi giống như gạt bỏ những suy nghĩ ở trong lòng nói nếu ta có thể kết minh được với hai người đó thì đây chính là một cái ân huệ rất lớn. Ân huệ gì? Mạc Hữu Thắng lắc đầu, giữa ta với người còn tồn tại thứ gọi là ân huệ hay sao? Lạc Thanh ngạc cười nhẹ một tiếng, đáp, ta hiểu, không biết Mạc Huynh có hiểu biết gì với La Gia hay không? Cũng không hẳn là biết hết nhưng ta cũng nắm được một vài thông tin hữu ích. Mạc Hữu Thắng gật đầu, đáp, tuy La Gia không phải là một thế lực chuyên về luyện đan nhưng mà thực lực của họ ở Hồng Linh thành thuộc ở hàng rất cao. Nhất là gia chủ La Gia La Thiên, hắn là một cường giả thiên địa cảnh đỉnh phong, một người rất có thể lực ở bên đó. Nếu như được La Gia hậu thuẫn thì Lạc Gia không cần phải lo lắng nữa. Với lại, ta vừa nhận được một tin tức là nhi tử của La Thiên, hắn là một thiên kiêu đoàn mệnh nhưng hình như La Thiên vừa mới được cao nhân chữa trị nên cũng đã hồi phục. Và ta chắc là hắn sẽ lấy lại được thực lực của mình sớm thôi. Một người có thể chèn ép được những thiên kiêu của các thế lực khác ở Hồng Linh Thành trước đây. Nếu như chuyện mà ta biết là đúng thì Hồng Linh Thành sẽ có một phen trao đảo vì nhi tử của La Thiên thật là như vậy sao? Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng, ánh mắt hắn lộ vẻ mong đợi, đáp. Ngươi từng thấy ta gạt ngươi lần nào chưa? Mạc Hữu Thắng vui vẻ cười lớn một tiếng, đáp. Ta rất muốn anh nghiêm kết hôn cùng với Tuyết Dung nhưng mà tâm ý của con trai ta thì chỉ xem Tuyết Dung như là một tiểu muội nên chưa từng có ý định đó. Ta cảm thấy rất đáng tiếng nhưng mà cũng không thể ép được. Lạc Huynh, ta thấy là Thành cũng có tuổi tác tương đương Tuyết Dung và cả hai đều rất xứng đôi với nhau nếu như hai gia tộc có thể kết thông ra thì ta chắc chắn lạc gia sẽ phất lên như diều gặp gió. Lạc thanh ngạc nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói. Chuyện này thì ta nên để đám trẻ tự quyết định, ta không muốn nhúng tay vào cuộc sống của Tuyết Dung. Ha ha, suy nghĩ thấu đáo, Mạc Hiếu thắng phá lên cười lớn một tiếng, đáp, à mà đúng rồi, không biết Lạc Huynh tìm ta còn có việc gì sao. Đúng là thế, Lạc Thanh ngạc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Mạc Hiếu Thắng, hỏi. Không biết anh nghiêm có đến cùng hay không? Ngươi có việc tìm anh Nghiêm sao? Mạc Hiếu Thắng có chút ngờ vực, hỏi lại, anh Nghiêm vừa xuất quan liền nghe tin Tuyết Dung an toàn trở về nên đã tức tốc đến đây. Chắc cả hai đều đang ma luyện ở trên diễn võ trường. Lạc Thanh Ngạc gật đầu, đáp, vậy thì đến đó xem thử, ta cũng muốn nhìn xem anh Nghiêm phá quan sẽ có thực lực mạnh như thế nào. Ở trên diễn võ trường, Lạc Tuyết Dung cùng Mạc Anh Nghiêm liên tục tung ra công kích của mình. Cả hai người đã giao chiến được gần 100 chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nói đúng hơn là Mạc Anh Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tung ra hết toàn bộ thực lực. Hắn chỉ đang tùy tiện dùng tay để phá bỏ toàn bộ kiếm chiêu của Lạc Tuyết Dung chứ chưa dùng đến thanh trường thương ở sau lưng. Đối mặt với kiếm chiêu Lạc Tuyết Dung đánh tới, Mạc Anh Nghiêm đưa tay lên rồi ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên, sau đó đánh ra một quyền và nói: "Tuyết Dung, ta không ngờ muội tiến bộ đến mức này. Nếu như ta không đích thân kiểm chứng thì sẽ không bao giờ tin." một năm này muội đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến bản thân bộc phát ra thiên phú kiếm pháp kinh người như thế này lạc tuyết dung vừa vung kiếm vừa nghe thấy những lời nói của mạc anh nghiêm thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng tuy những lời nói của hắn không khiến cô cảm thấy khó chịu mà chỉ đơn thuần là những câu hỏi han của một người huynh trưởng dành cho tiểu muội mà thôi nhưng những lời nói đó lại khiến lạc tuyết dung nhớ lại những khung cảnh đồng hành cùng với đế nguyên quân trước đây thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể gạt bỏ đế nguyên quân ra khỏi suy nghĩ của mình giống như hắn chính là tâm ma của cô vậy bất chợt mạc anh nghiêm cảm thấy đường kiếm của lạc tuyết dung dần trở nên nặng nề và để lộ yếu điểm hơn những đường kiếm lúc trước thì đưa tay ra bắt lấy lưỡi kiếm tuyết dung muội đang suy nghĩ gì trong đầu vậy tại sao kiếm chiêu của muội càng ngày càng hỗn loạn lạc tuyết dung dường như gạt bỏ những lời nói của mạc anh nghiêm mà chỉ chăm chăm vào việc vung kiếm trong vô thức hình ảnh của đế nguyên quân đột nhiên hiện ra trước mắt và cô chỉ chăm chăm đánh về phía hắn cô rất muốn hỏi và nghe những câu trả lời của hắn cô muốn biết mục đích thật sự của đế nguyên quân là gì càng suy nghĩ lạc tuyết dung dần trở nên điên cuồng kiếm chiêu cô tung ra càng ngày càng nặng nề và trong ánh mắt cô toát lên nội ý và sát ý của mình cô không mảy may quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ dốc hết toàn bộ thực lực của mình và đánh tới tuyết dung nguội đối mặt với những kiếm chiêu mang theo một lượng lớn sát ý mạc anh nghiêm vẻ mặt đột nhiên nhân lại hắn cảm tưởng lạc tuyết dung lúc này giống như một người hoàn toàn khác hắn cảm giác như cô càng ngày càng trở nên xa lạ hắn không hiểu tại sao tâm trạng của cô lúc này đột nhiên trở thành như vậy. Cảm nhận được nguy hiểm từ trên cao truyền đến, Mạc Anh Nghiêm đánh ra chân nguyên để tạo thành hộ thuẫn để ngăn chặn nhưng kiếm chiêu của Lạc Tuyết Dung lúc này đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần và hộ thuẫn rõ ràng không thể ngăn cản được. Bất chợt, một thanh âm ra thịt bị lưới kiếm đánh trúng cùng với đó là một dòng huyết dịch từ trên tay Mạc Anh Nghiêm chảy xuống thì Lạc Tuyết Dung lúc này mới giật mình sực tỉnh. Lạc Tuyết Dung nhanh chóng buông bỏ chuôi kiếm rồi đi nhanh về phía Mạc Anh Nghiêm và lấy ra một viên đan dược trị thương cho hắn, nói: "Anh Nghiêm, vừa rồi là do ta quá tập trung, ngươi không sao chứ? ta không sao. đáp lại, mạc anh nghiêm lắc đầu rồi nở một nụ cười, đáp lời. vừa rồi muội nghĩ đến chuyện gì hay sao? ta thấy muội lúc đó giống như rất tức giận, là ta đã làm sai gì hay sao? là tuyết dung vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại, gương mặt cô lộ rõ sự khó nói, trả lời. không, không phải. trong khi cả hai người còn đang đứng ở trên diễn võ trường thì nghe thấy hai tiếng vỗ tay ở phía bên dưới. khi cả hai người quay qua nhìn thì nở một nụ cười, nói lạc thúc mạc thúc đến từ khi nào hay trận chiến rất hay mạc hiếu thắng vui vẻ gật đầu đáp chỉ mới một năm không gặp mà tuyết dung đã có thực lực như thế này ngươi vừa có thiên phú luyện đan mà nay còn có thêm cả thiên phú tu luyện nhất là kiếm chiêu đúng là khiến ta bất ngờ mạc huynh quá lời rồi lạc thanh ngạc lắc đầu đáp tuyết dung cho dù có thực lực mạnh hơn trước nhưng cũng khó mà sánh được với anh nghiêm bốn người đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên lạc thanh ngạc quay qua nhìn mạc anh nghiêm rồi lên tiếng hỏi hắn anh nghiêm trước đây ngươi đã từng nghe qua người có tên là đế nguyên quân đế nguyên quân mạc anh nghiêm khẽ nhíu mày hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đây là lần đầu tiên ta nghe thấy người có tên gọi như thế này không biết lạc thúc hỏi có chuyện gì sao à không có gì lạc thanh ngạc quay qua nhìn lạc tuyết dung nói chỉ là ta muốn hỏi cho biết mà thôi thấy ánh mắt của cha nhìn cô như muốn nói mọi chuyện đã rõ lạc tuyết dung cúi đầu suy nghĩ trong đầu cô lúc này tự hỏi một người không hề quen biết thì tại sao lại có thể kết thù cô biết chắc chắn là Mạc Anh Nghiêm sẽ không nói dối nên cô ngầm định là đế nguyên quân ghen ghét những thứ Mạc Anh Nghiêm nên mới sinh ra lòng thù hận. Nhìn dáng vẻ Lạc Tuyết Dung hiện tại, Lạc Thanh ngạc thở dài một hơi. Hắn có thể đoán được là Lạc Tuyết Dung vẫn chưa thể buông bỏ chuyện này được. Tuy không biết cả hai người đã xảy ra những gì ở trong quãng thời gian đó nhưng hắn có thể hiểu được một phần tâm trạng của cô lúc này. Vâng, Mạc Anh Nghiêm vui vẻ gật đầu sau đó hắn đưa mắt nhìn qua Lạc Tuyết Dung, hỏi. Ta biết lúc muội quay về có dẫn theo ba vị bằng hữu rất có thực lực, không biết hai người đó đang ở đâu ta có thể gặp họ được không lạc tuyết dung đột nhiên giật mình một cái rồi quay qua đáp à hứa tiểu kiều cùng lâm tuyết nhi lúc này không có ở đây chắc hai người họ cũng sắp quay về rồi đúng lúc này lâm tuyết nhi cùng hứa tiểu kiều từ bên ngoài đi vào ánh mắt hai người nhìn về phía diễn võ trường thì khẽ cao mày họ không biết nam tử đang đứng đối diện với lạc tuyết dung là ai nhưng khí tức trên người hắn toát ra khiến hai người cảm thấy áp lực và nhất là thanh trường thương ở sau lưng hắn lâm tuyết nhi cảm giác như đã từng nhìn thấy thanh trường thương sau lưng mạc anh nghiêm trông rất quen mắt dường như trước đây cô đã từng nhìn thấy nó trước đây vậy thấy ánh mắt lâm tuyết nhi nhìn chằm chằm vũ khí của mình và với một biết cảm nặng nề mạc anh nghiêm ánh mắt đột nhiên trầm xuống hắn nhìn về phía hai người rồi khẽ cau mày không biết vì cô nương này nhìn chằm chằm vào vũ khí của ta nhìn biểu cảm của cô nương thì chắc muốn hỏi ta chuyện gì đó đáp lại lâm tuyết nhi cố để nhớ lại nhưng lại không thể nhớ được cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời Thanh thấy trường thương sau lưng công tử rất quen mắt, không biết ngươi lấy nó ở đâu, hay là nhờ người nào đó luyện chế. Cô nương đúng là người thẳng thắn, mạc anh nghiêm nghe thấy vậy thì trong tâm tâm đột nhiên run lên một cái. sắc mặt hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi trông cực kỳ khó coi, hỏi thẳng về vũ khí của người khác như thế là hơi quá đáng nhưng mà ngươi là bằng hữu của Tuyết Dung nên ta có thể trả lời. Thanh trường thương này là cơ duyên mà ta đạt được lúc ở trong Nam Hoang Sơn mạch. Ở trong đó có rất nhiều cường giả ra vào hàng ngày có hàng trăm, hàng ngàn người ngã xuống nên ta nhận được nó xem như là của ta. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì khẽ cau mày suy nghĩ. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, trông dáng vẻ Mạc anh nghiêm nói không phải là lời nói dối nhưng cô có một dự cảm là thanh trường thương này trông cực kỳ quen mắt và rất thân thuộc. Tuy bên ngoài có thay đổi một chút nhưng cô có thể chắc chắn. Tuy lời của Mạc Anh Nghiêm nói là thế nhưng cô từ trước đến giờ chưa từng giao hảo với những người đi vào trong Nam Hoang Sơn Mạch, mà nếu có thì cũng chỉ cho đế nguyên quân mà thôi cô nhớ hắn trước đây đã từng luyện chế một thanh trường thương nhưng một thời gian sau lại không còn thấy nó nữa ban đầu cô còn nghĩ thanh trường thương đó đã bị gãy khi hắn đang ở trong nam hoang sơn mạch và dựa theo tính cách của hắn thì lâm tuyết nhi biết chắc chắn hắn sẽ bằng mọi cách để có thể lấy lại được suy nghĩ thêm một lúc lâm tuyết nhi thở dài một hơi rồi cúi đầu một cái rồi lên tiếng là do ta quá mẫn cảm mong công tử lượng thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi cô nương đừng quá để tâm mạc anh nghiêm nhìn lâm tuyết nhi bằng một ánh mắt đầy sự tò mò hắn muốn biết diện mạo của cô dưới lớp khăn che ở bên ngoài, bởi vì hắn đã từng gặp qua không ít nữ tử che mặt và tất cả đều có chung một đặc điểm là họ thường là người có thân phận cao quý hoặc là một đại mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn vào phân nữ gương mặt phía trên thì Mạc Anh Nghiêm đã có cảm giác nữ tử che mặt này chính là một tuyệt sắc gia nhân và hắn đã bị Lâm Tuyết Nhi hút hồn ngay khi nhìn vào trong ánh mắt của cô. Mạc Anh Nghiêm nuốt vào một ngụm khí rồi lên tiếng, "Tại hạ, Mạc Anh Nghiêm là Thanh Mai trúc mã với Tuyết Dung. Không biết cao danh của hai cô nương là?" Đáp lại, cả hai người thay nhau lên tiếng. Lâm Tuyết Nhi, hứa Tiểu Kiều, Mạc Anh Nghiêm nhìn Lâm Tuyết Nhi chầm chầm một lúc rồi nói. Chắc hai vị cũng đang có ý định tham dự thiên kiêu tụ hội được diễn ra vào 4 tháng sau đúng không? Thiên kiêu tụ hội, hứa Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp lời. Có phải là nơi mà các thiên kiêu tụ tập lại và diễn ra thi đấu để tuyết chọn vị trí? Ta từ trước đến giờ chỉ mới nghe qua chứ chưa từng tham dự. Lâm Tuyết Nhi gật đầu, ta cũng thế, nếu đã thế thì hai vị cô nương tham gia cùng bọn ta đi, ta đảm bảo hai vị sẽ có được không ít thu hoạch." Mạc Anh Nghiêm vui vẻ nở một nụ cười nhẹ, nói: "Ta đã tham gia tụ hội được hai lần rồi nên cũng có chút hiểu biết về cách thức và thực lực của các thiên kiêu khác. Nếu hai vị không chê thì ta có thể nói qua cách thức cũng như tập luyện cùng." Hứa Tiểu Kiều nghe thấy vậy thì không một chút suy nghĩ liền gật đầu. "Vậy thì phải nhờ Mạc công tử rồi." Thấy Lâm Tuyết Nhi không có ý định từ chối, Mạc Anh Nghiêm trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía cô mà không hề gạt bỏ đi những tâm tư của hắn hiện tại nếu hai vị không chê thì có thể cùng ta đánh một trận ta biết thực lực của hai người rất mạnh nhưng ta cũng muốn biết thực lực của hai vị đạt đến mức độ nào nếu ta nắm rõ được thực lực của hai người thì ta dám chắc có thể đảm bảo được vị trí của hai người vừa hay ta cũng cảm thấy rất hứng thú với vũ khí của công tử đáp lại lâm tuyết nhi gật đầu trả lời nên ta không có lý do gì để từ chối cả đứng đối diện ở trên lôi đài lâm tuyết nhi ánh mắt đầy sự ngưng trọng và xen lẫn sự tự tin rất lớn Cô biết thực lực bản thân hiện tại không phải là quá xuất sắc nhưng so sánh với những thiên kiêu của các thế lực khác thì vị trí của cô không phải là quá thấp. Cảm nhận dao động chân nguyên trên người Mạc Anh Nghiêm, Lâm Tuyết Nhi thầm đoán được cảnh giới của hắn hiện tại là Ngưng Hải cảnh tầng 7. Tuy cảnh giới thấp hơn Hứa Tiểu Kiều nhưng thực lực của hắn không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng Lâm Tuyết Nhi không cảm thấy có quá nhiều áp lực nhưng chỉ có khí tức trên thanh trường thương là khiến cô lo lắng mà thôi. Mạc Anh Nghiêm nhìn thấy biểu cảm kiên định của Lâm Tuyết Nhi thì cảm thấy trong lòng phấn khích vô cùng. Ban đầu hắn không có ý định sẽ tung hết sức nhưng khi cảm nhận được khí thức từ trên người cô toát ra cùng với ánh mắt xinh đẹp và đầy sự mê hoặc thì hắn không kiềm chế được. Hắn muốn dựa vào trận chiến này để chứng tỏ thực lực của bản thân. Mạc Anh Nghiêm muốn Lâm Tuyết Nhi thấy được sức mạnh thật sự của hắn và sự cách biệt của cả hai. Như thế sẽ khiến hắn có nhiều cơ hội để tiếp cận. Và quan trọng hơn là hắn muốn nhân trận chiến này để tháo bỏ khăn che mặt của cô xuống. Mạc Anh Nghiêm quyết định tung ra thực lực chân chính của bản thân rồi cầm thương xông lên, với tốc độ nhanh của mình thì hắn đã tiếp cận Lâm Tuyết Nhi chỉ trong nháy mắt rồi vung mạnh thanh trường thương ở trong tay. Đáp lại công kích cường đại, Lâm Tuyết Nhi không cảm thấy lo lắng mà thay vào đó là một sự tự tin và cẩn thận. Ánh mắt cô liên tục đảo qua đảo lại nhằm tìm kiếm sơ hở trong công kích của Mạc Anh Nghiêm rồi nhanh tay rút kiếm. Kiếm thương va chạm bộc phát một tiếng động lớn cùng với một lượng sóng xung kích bắn ra từ. Trung tâm, thương khí mãnh liệt giống như hổ, còn kiếm khí uyển chuyển, nhẹ nhàng giống như dòng nước đang kịch liệt va chạm cả hai người liên tục tung ra gần 100 chiêu nhưng cả hai vẫn bất phân thắng bại. Tuy Mạc Anh Nghiêm vẫn còn đang thăm dò nhưng hắn cũng phải công nhận thực lực của Lâm Tuyết Nhi. Từ những công kích mà hắn đón nhận cũng như khí thức mà cô bộc phát ra ngoài thì hắn liền biết thực lực của Lâm Tuyết Nhi mạnh hơn Lạc Tuyết Dung rất nhiều. Và kể từ thời điểm tham gia tụ hội lần trước thì trận chiến này chính là thứ mà hắn cảm thấy mong đợi nhất. Đứng quan sát ở phía bên dưới, Lạc Thanh Ngạc quay qua hỏi. Tuyết Dung, con biết thực lực của Lâm Tuyết Nhi mạnh như thế nào không? Ta thấy cảnh giới hơi thấp so với Mạc Anh Nghiêm, đáp lại, Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, trả lời: Nói thật thì con không biết nói như thế nào cho đúng. Cảnh giới của Lâm Tuyết Nhi có thể thấp hơn nhưng thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn là bao. Con cũng chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của Mạc Anh Nghiêm nên cũng khó lòng mà phân biệt được thắng thua. Vậy sao? Lạc Thanh Ngạc nở một nụ cười nhẹ, đáp, Mạc Hiếu Thắng đứng ở bên cạnh nhìn qua hai người, hỏi: Lạc huynh, không biết tiểu cô nương che mặt này có thân phận gì mà phải mang khăn che mặt? Ta biết không nên hỏi đến chuyện của cá nhân nhưng ta thật sự muốn biết. Cũng không có gì cần phải giấu giếm cả. Đáp lại, Lạc Thanh ngạc cười lớn một tiếng, nói. Thân phận thì không có gì đặc biệt nhưng Lâm Tuyết Nhi là một đại mỹ nữ. Vậy sao? Mạc Hữu Thắng đưa mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. Ta thấy vị tiểu cô nương này quả thật không tệ, nhìn thì tuổi tác hai người rất hợp. Lạc Thanh ngạc dường như hiểu được ý định của Mạc Hữu Thắng nên cười lớn một tiếng. Ta thấy người nhìn Lâm Tuyết Nhi rất ưng ý, tất nhiên là thế rồi mạc hiếu thắng không chút giấu diếm liền gật đầu đáp một người vừa có thiên phú sắc đẹp và vừa có khí chất cường giả thì ta sao không thể ưng ý được ta thấy anh nghiêm cũng rất để ý đến nữ tử này nếu như được thì ta không có ý định ngăn cản hai đứa nhỏ mà còn phải hết sức ủng hộ nếu được thì ta mong lạc huynh có thể giúp ta tác thành trận chiến tiếp tục diễn ra mạc anh nghiêm liên tục tung ra những lần công kích mạnh bạo của mình về phía lạc tuyết dung tuy mỗi lần hắn đánh ra công kích ngày càng trở nên mạnh mẽ nhưng tất cả đều bị lạc tuyết dung ngăn lại hết toàn bộ Điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ và khó tin vào thực lực của cô. Ta rất công nhận của Lâm cô nương những trận chiến kết thúc ở đây thôi. Mạc Anh Nghiêm toàn lực thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm và tung ra một lượng thương khí kinh khủng bao bọc lấy toàn bộ diễn võ trường. Cảm nhận khí thức khủng bố từ trên người Mạc Anh Nghiêm và lượng thương khí cường hãn đến cực điểm. Lâm Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt cô nhìn thanh trường thương trong tay hắn lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Đúng với những gì mà cô cảm nhận từ trước, thanh trường thương này mang lại cho cô cảm giác uy hiếp vô cùng cảm giác này giống như ở trong thanh trường thương đó ẩn chứa một thứ sức mạnh vô hình nào đó rất đáng sợ. Lâm Tuyết Nhi cảm tưởng, nếu như bị một thương này đánh trúng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến cả tính mạng. Thật là khó chịu, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, biết bản thân khó lòng ngăn được một chiêu này nhưng cô không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy Lâm Tuyết Nhi hai tay nắm chặt chuôi kiếm và từ từ hạ thấp người xuống, ánh mắt cô lộ vẽ kiên định nhìn chằm chằm Mạc Anh Nghiêm rồi tung ra chiêu thức cuối cùng. Đợi sau khi ngưng tụ đầy đủ, Lâm Tuyết Nhi lên tiếng. Mạc công tử, tuy chiêu thức này ta chỉ mới nhập môn nên không thể phát huy được toàn bộ thực lực giống như hắn được. Công tử hãy cẩn, thật, Mạc Anh Nghiêm nghe thấy vậy thì suy nghĩ một lúc, hắn không biết người mà Lâm Tuyết Nhi đang ám chỉ đến là ai nhưng nghe khẩu khí của cô ấy thì thực lực của người đó là cực kỳ kinh khủng. Tuy không biết uy lực của một kiếm này nhưng hắn có thể cảm nhận được trong lời nói của cô không phải là đang nói đùa. Nhưng không vì thế mà Mạc Anh Nghiêm cảm thấy lo lắng, thời gian hắn bế quan không phải để gia tăng cảnh giới bản thân mà là chuyên tâm tu luyện bộ thương pháp mà hắn vừa mới có được. Và hắn rất tự tin vào nó, vừa hay, thời gian gần đây ta cũng đang tu luyện một bộ thương pháp mới, Lâm cô nương hãy cẩn thận. Đến đây, Lâm Tuyết Nhi gật đầu một cái rồi quát lớn một tiếng. Ngay sau tiếng quát lớn đó, cả hai người đồng thời lao lên. Huyền cấp trung phẩm thương pháp, thương thủ du lưu, Mạc Anh Nghiêm hai tay nắm chặt chuôi thương rồi vung mạnh về phía trước và đồng thời hét lớn. Phát động toàn lực, toàn thân thanh trường thương cảm nhận được một lượng lớn chân nguyên đổ dồn vào bên trong thì vang lên tiếng tê minh chói tai rồi nó phát ra một lượng thương khí kinh khủng vô cùng. Nó kinh khủng đến mức mà ta có thể dùng mắt thường cũng có thể thấy được thương khí đang tuôn trào. Còn ở phía bên kia, Lâm Tuyết Nhi cũng không hề kém cạnh. Tuy cảnh giới thấp hơn một chút nhưng mức độ chân nguyên và kiếm khí toát ra cũng kinh khủng vô cùng. Tuy không mạnh bạo như thương khí nhưng kiếm khí của cô lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Đối mặt với mũi thương đánh tới, lâm tuyết nhi hai tay nhắm chặt chuôi kiếm rồi từ từ đưa lên cao sau đó mạnh tay đánh xuống từ đầu mũi kiếm bất chợt có một vầng kiếm khí hình vòng cung lóe lên một cái và sau đó là một tiếng động lớn vang lên cùng với đó là một đợt sóng xung kích mạnh bạo mang theo cả kiếm khí và thương khí quét ra xung quanh chứng kiến một màn này đám người đứng quan sát phía bên dưới cũng không khỏi há hốc mồm họ không thể tin được là thực lực của cả hai người lại kinh khủng đến mức như thế này nếu như họ không tận mắt chứng kiến mà chỉ cảm nhận sóng xung kích bắn ra thì họ có thể tin đây là trận giao phong của hai vị thiên địa cảnh cường giả. Lạc Thanh ngạc chố mắt nhìn Mạc Anh Nghiêm, kinh ngạc thốt ra. Thương khí hóa hình, bước đầu của việc tham mộ thương ý. Sau đó hắn quay qua nhìn Mạc Hữu Thắng hỏi, thời gian anh Nghiêm bế quan gần đây là để tham mộ thương ý sao? Đáp lại, Mạc Hữu Thắng không hề giấu giếm mà gật đầu trả lời. Đúng là như thế, tuy vẫn chưa thể tung ra thương ý hoàn chỉnh nhưng chỉ dựa vào thương khí cũng đủ chèn ép những thiên kiêu khác rồi ta thì cảm thấy bất ngờ hơn là về vị tiểu cô nương kia hơn mạc hiếu thắng nhìn về phía lâm tuyết nhi mà không khỏi kinh ngạc ánh mắt hắn kinh hỉ nhìn cô nói tuy cảnh giới thấp hơn anh nghiêm nhưng thực lực lại không hề kém cạnh chưa kể chiêu thức vừa rồi cũng khiến ta cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên tuy không biết phẩm chất của nó nhưng ta có thể dám chắc là cấp bậc không thấp hơn huyền cấp thượng phẩm ta tò mò không biết kiếm chiêu này tên là gì cho dù là thế nhưng lâm tuyết nhi muốn thắng anh nghiêm là chuyện không thể lạc thanh ngạc đưa mắt nhìn về phía lâm tuyết nhi rồi lắc đầu nói tuy kiếm chiêu rất kinh khủng nhưng sự tranh lệch về cảnh giới và kiếm khí nên sớm muộn gì cũng thất bại mà thôi nhưng như thế cũng đã vượt ngoài sự mong đợi của ta rồi lạc tuyết dung cùng hứa tiểu kiều đứng ở bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu mà không lên tiếng quay lại với trận chiến công kích của hai người kinh khủng va chạm được một lúc rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tuy tranh lệch của hai người là không lớn nhưng càng về sau thì lâm tuyết nhi càng lộ ra vẻ yếu thế thấy cô không còn kiên trì được bao lâu nữa, Mạc Anh Nghiêm lên tiếng. Lâm cô nương, người không thắng được ta đâu, nêu, hãy thu kiếm lại đi, trận chiến kết thúc rồi. Tuy chân nguyên hao hụt gần hết nhưng chiến ý trong ánh mắt của cô vẫn không ngừng tăng lên. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch cùng khóe miệng chảy xuống một dòng huyết dịch nhưng cô vẫn không chịu dừng lại. Chưa, vẫn chưa đâu, chỉ thấy cô hét lớn một tiếng rồi toàn lực thúc dục lượng chân nguyên ít ỏi còn lại một lần nữa bộc phát. Nhưng vượt ngoài sự mong đợi, Lâm Tuyết Nhi không chỉ dốc hết toàn bộ sức lực vào đợt công kích cuối cùng này mà cảnh giới của cô cùng vì thế mà tăng lên một bậc. Phá, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể một lần nữa tăng lên, Lâm Tuyết Nhi quát lớn một tiếng rồi toàn lực dồn vào một kiếm cuối cùng. Bóng, một tiếng nổ lớn vang lên và cả hai người đều bị sóng xung kích phát ra từ vụ nổ đánh bay ra ngoài và trên người chịu không ít về thương do thương khí và kiếm khí vỡ vụn tạo thành. Bị đánh bay ra xa, Mạc Anh Nghiêm một tay đưa lên ôm ngực và một tay nắm chắc chuôi thương để chống đỡ cơ thể ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi nằm gục trên nền đất thoát ra. Đột phá cảnh giới trong khoảnh khắc đó sao? Đúng thật là ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà trận chiến này ta là người chiến thắng. Nằm gục trên nền đất, Lâm Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch trông cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt cô nhìn thanh kiếm ở trong tay rồi thở dài một hơi nói. Vẫn là thiếu sót một chút, từ từ đứng dậy, Lâm Tuyết Nhi bước chân lảo đảo cố chống đỡ cơ thể, ánh mắt cô mệt mỏi nhìn về phía Mạc Anh Nghiêm rồi lên tiếng. Ta thua rồi, là Lâm cô nương đã nhường rồi mạc anh nghiêm gật đầu đáp một kiếm này rất mạnh không biết tên gọi của nó là gì đáp lại lâm tuyết nhi vẻ mặt mệt mỏi đáp là đại thiên kiếm đại thiên kiếm mạc anh nghiêm vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hãi thốt ra một cái tên thật khủng bố nếu như kiếm chiêu này mà đạt đến đại thành thì thương pháp của ta khó lòng mà sánh kịp ban nãy ta nghe thấy cô nương nói về một người khác không biết người đó là ai và thực lực của hắn mạnh như thế nào ta rất tò mò về người này nên mong lâm cô nương có thể nói cho ta biết hắn sao lâm tuyết nhi cố gượng nở một nụ cười đáp rồi có một ngày công tử sẽ nhìn thấy hắn mà thôi còn về thực lực thì công tử rất mạnh nhưng để so với hắn thì vẫn còn kém xa nếu như người thi triển một kiếm vừa rồi là hắn thì công tử không thể chống đỡ được dù chỉ trong giây lát mạc anh nghiêm nghe thấy vậy thì giật mình một cái tuy cảm thấy khó tin nhưng nhìn dáng vẻ lâm tuyết nhi không giống như đang lừa dối ta thật sự rất muốn thử sức với người đó thấy lâm tuyết nhi khó lòng mà trụ được nữa hứa tiểu kiều cùng lạc tuyết dung nhanh chóng nhảy lên diễn võ trường và dìu cô đi xuống phía bên dưới và nói mạc công tử nếu như có chuyện gì thì khi khác hãng nói lâm tuyết nhi bây giờ đang cần tỉnh dưỡng trận chiến kết thúc và phần thắng đã thuộc về mạc anh nghiêm nhưng sắc mặt của mạc hữu thắng và lạc thanh ngạc lúc này trông rất hỗn tạp họ mặc dù biết mạc anh nghiêm sẽ giành chiến thắng nhưng họ không ngờ hắn lại thắng một cách khó khăn như vậy nếu như cảnh giới lâm tuyết nhi đột phá trước khi bắt đầu trận chiến thì kết quả trận chiến bây giờ cũng đã khác cả hai người đang thất thần thì bỗng nhiên sau lưng họ truyền đến hai tiếng bước chân cùng với một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Trận chiến rất đặc sắc, không ngờ con trai của Mạc Huynh lại có thực lực như thế này. Thật mở mang tầm mắt, cả hai người ngoái đầu nhìn lại thì trông thấy ba người đang đi về phía họ thì bất chợt nở một nụ cười. Mạc Hữu Thắng quên gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu rồi vui vẻ nở một nụ cười, đáp. Thanh lương các chủ đến rồi sao? Sau đó, ánh mắt hắn nhìn qua La Thanh, nói. Chắc đây là La Thanh công tử. La Thanh gặp qua hai vị tiền bối. La Thanh cúi người, kính cẩn thi lễ đáp, lạc thanh ngạc lắc, đâu, trả lời, gọi tiền bối nghe xa lạ quá, hãy gọi ta một tiếng lạc thúc, mà thúc là được rồi. Vâng, lạc thanh gật đầu trả lời, ta nói chuyện ở đây không hay cho lắm, lạc thanh ngạc chủ động bước lên một bước rồi đưa tay mời hai người và nói. Xin mời, đi vào trong chính điện, thanh lương các chủ nhanh chóng lên tiếng. Lạc huynh, ta nghe nói người vừa rút khỏi luyện đan hội. Đúng là thế, lạc thanh ngạc thở dài một hơi rồi lên tiếng trả lời. Ta có dự tính rời khỏi cũng đã lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội. Tuy là hơi khó khăn nhưng ta không cảm thấy sai lầm khi làm thế. Chuyện này ta cũng hiểu được." Thanh Lương các chủ gật đầu đáp, Luyện đan hội đã qua thời hoàng kim rồi, bây giờ thì họ cũng chỉ là một cái vỏ rỗng ở bên ngoài mà thôi. Lạc Thanh Ngạc ánh mắt mong đợi nhìn Thanh Lương các chủ, hỏi: "Không biết các chủ đến Lạc gia ta có chuyện gì sao?" Thanh Lương quay qua nhìn Mạc Hiếu Thắng rồi quay qua nhìn Lạc Thanh Ngạc, trả lời: "Chắc Mạc huynh cũng đã nói lý do ta đến đây là gì rồi." nên ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Ta và người đều đã đơn phương rời khỏi luyện đan hội nhưng lại rất thiếu thế lực nên rất có khả năng là bọn chúng sẽ âm thầm ra tay với ta. Nên ta nghĩ đến việc kết minh cùng với Lạc Gia. Còn chuyện thứ hai là ta dẫn La Thanh đến đây cũng vì chuyện kết minh, đam mỹ hài. La Thanh đứng dậy, hắn kính cẩn cúi người, đáp. Cha rất muốn đến nhưng cha vì đang bận việc ở trong gia tộc nên không thể đến được. Mong Lạc Thúc bỏ qua cho. Tại hạ thay mặt La Gia đến với mong muốn là có thể kết minh được với Lạc Gia. Vậy sao, Lạc thanh ngạc không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong thâm tâm hắn đang cực kỳ vui mừng, đáp. Lạc gia bây giờ cũng đang cần có thể lực hậu thuẫn nên ta không thể từ chối được. Khi nào công tử quay về thì cho ta chuyển lời đa tạ đến la gia chủ, ta sẽ sắp xếp thời gian để đến la gia một cách sớm nhất. Vâng, la thanh vui vẻ gật đầu đáp, thanh lương các chủ đột nhiên cười lớn một tiếng rồi nhìn lạc thanh ngạc, nói. Lạc huynh, ta nghe nói lạc tiểu thư vừa mới trở về, không biết có thể gọi đến đây được không? Ta rất muốn được nhìn thấy đệ nhất thiên kiêu lạc gia và nếu có thể thì ta thấy la thanh cùng lạc tiểu thư rất xứng đôi với nhau ha 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 đáp lại lạc thanh ngạc cũng không hề giấu giếm mà vui vẻ gật đầu nói tất nhiên là có thể ta thấy la thanh công tử rất hợp ý nhưng chuyện hôn sự của con cái thì ta không thể ép buộc được à đúng rồi thanh lương các chủ gật gù đáp không biết đế nguyên quân tiểu huynh đệ có ở đây không ta còn có chuyện muốn gặp hắn lạc thanh ngạc nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống hắn không ngờ được là vị thanh lương các chủ này lại quen biết với đế nguyên quân và nhìn biểu cảm mong đợi của thanh lương các chủ thì dường như rất thân thuộc với nhau và nếu như giải quyết chuyện này không tốt thì rất có thể mối liên minh này cũng khó mà có thể giữ được lạc thanh ngạc suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp mấy ngày hôm nay ta tìm mà cũng không thấy nguyên quân công tử ở đâu cả chắc là hắn có việc gấp nên đã đi ra ngoài rồi thanh lương các chủ ánh mắt tinh ý nhìn lạc thanh ngạc nhìn dáng vẻ ngập ngừng suy nghĩ cũng như giọng điệu thì có thể đoán được việc đế nguyên quân rời khỏi lạc gia là có nguyên do nào đó nhưng thanh lương các chủ cũng không mấy để ý đến Vậy sao, thế thì ta đến tìm hắn sau. Nghe giọng điệu thì thanh lương các chủ rất để ý đến nguyên quân công tử. Lạc thanh ngạc tò mò, hỏi, không biết giữa hai người có mối quan hệ gì đặc biệt sao? Cũng có thể xem là như thế. Đáp lại, thanh lương các chủ gật đầu, nói đúng hơn là ta mới chỉ gặp hắn một vài lần nhưng lại có mối quan hệ tương đối thân thiết. Còn đối với La Gia thì đế nguyên quân được xem như là một ân nhân, nếu như không có hắn thì La Thanh đã không thể sống được đến bây giờ. Lạc, Thanh ngạc nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy có chút khó hiểu nhìn thanh lương các chủ, hỏi tiếp. Thật là như vậy sao, ta chỉ biết hắn là một người tu luyện bình thường thôi mà. Chẳng nhẽ hắn cất là công tử khỏi chuyện rắc rối nào hay sao? Không thể xem là rắc rối được, thanh lương các chủ lắc đầu, đáp, ai nói với lạc gia chủ là hắn là một người tu luyện bình thường. Chắc có lẽ lạc gia chủ không biết đó thôi, hắn có thân phận gì đặc biệt sao? Lạc thanh ngạc tò mò hỏi, thân phận thật sự của hắn thì ta cũng không rõ, nhưng có một chuyện mà ta dám chắc, hắn là một người rất đáng tin cậy và đáng nể thanh lương các chủ nghĩ lại những chuyện lúc trước thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ hắn không chỉ có thiên phú tu luyện mà còn có thiên phú luyện đan rất đáng nể đúng thật là bất ngờ lạc thanh ngạc ánh mắt kinh ngạc thốt ra một người có thiên phú thiên về một thứ duy nhất và rất hiếm người có cùng lúc hai loại thiên phú như thế này trùng hợp là con gái ta cũng có hai loại thiên phú tuy thiên phú tu luyện vừa mới thể hiện rõ ở thời gian gần đây thôi nhưng mà đã thu được không ít thành tựu lạc tuyết dung có thiên phú không tệ nhưng để so với đế nguyên quân thì chẳng khác gì một ngọn nến nhỏ với nhật nguyệt con gái ngươi vừa rồi còn không vượt qua được khảo hạch hoàng cấp còn hắn hiện tại thì đã là huyền cấp luyện đan sư ngay cả ngươi cũng không thể đạt đến trình độ được giống như hắn chứ đừng nói đến con gái ngươi thanh lương các chủ cười khẩy một tiếng đúng là như vậy thật hai người nói chuyện vui vẻ thêm một lúc thì lạc tuyết dung từ bên ngoài đi vào ánh mắt cô khó hiểu nhìn lạc thanh ngạc nói cha cho gọi con tuyết dung để ta giới thiệu lạc thanh ngạc đưa tay hướng về phía hai người nói đây là thanh lương các chủ của thanh dược lâu và ngồi ở phía bên cạnh là la công tử đến từ la gia ở hồng linh thành lạc tuyết dung nghe thấy vậy thì nhanh chóng cúi đầu thi lễ đáp tuyết dung gặp qua thanh lương các chủ gặp qua la công tử hừm đúng là không tệ thanh lương các chủ đưa mắt nhìn lạc tuyết dung một vòng rồi gật gù lên tiếng mới chừng này tuổi mà đã có thiên phú tốt như vậy quả không hổ là đệ nhất thiên kiêu lạc gia sau đó thanh lương các chủ nhìn qua la thanh hỏi Ngươi thấy như thế nào? Ta không biết nói gì hơn. La Thanh cười nhẹ một tiếng, đáp. Lạc tiểu thư không chỉ có nhan sắc mà còn có thiên phú, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Ban đầu, Lạc Tuyết Dung không cảm thấy thoải mái khi thanh lương các chủ quay qua hỏi một người có tuổi tác không cao hơn cô là bao. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt không có chút gợn sóng và biểu cảm thẳng thắn thì cô dần gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu rồi nhẹ giọng đáp lời. Thanh lương các chủ cùng La Công Tử đã quá khen rồi. Nói chuyện được thêm một lúc lâu, thanh lương các chủ cùng La Thanh có việc nên rời đi trước ở trên đường đi thanh lương các chủ quay qua nhìn la thanh nói ngươi thấy lạc gia như thế nào la thanh vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời lạc gia trông cũng ổn nhưng để so với viên gia thì còn kém xa nếu như cha ta không vì nguyên quân huynh đệ thì cũng sẽ không tìm đến lạc gia để kết minh ngươi nói không sai thanh lương các chủ nhớ lại những chuyện trước đây rồi thở dài một hơi nói lạc gia hiện tại không thể so sánh được với trước đây nhớ lúc trước lạc gia thời điểm hoàng kim có thế lực lớn mạnh không hề kém cạnh luyện đan hội thời điểm đó lạc gia không chỉ có nhiều luyện đan sư có tiếng và được sự hậu thuẫn của rất nhiều thế lực lớn nên lạc gia khi đó có thể xem là đệ nhất gia tộc ở thanh lan thành nhưng vì xảy ra một biến cố lớn mà địa vị của lạc gia bị lung lay dữ dội và hậu quả gây ra rất là nặng nề nếu như không có chuyện đó xảy ra thì lạc gia hiện tại đã trở thành một thế lực lớn mạnh và bất khả xâm phạm ở trong thành tuy hơi đáng tiếc một chút nhưng tương lai không có ai nói trước được điều gì Nhìn vào thiên phú hiện tại của Lạc Tuyết Dung và khả năng của Lạc Thanh Ngạc thì rất đáng để ta đánh cược. Nếu như không có chuyện gì xảy ra với Lạc Tuyết Dung thì Lạc gia sớm muộn gì rồi cũng lấy lại ánh hào quang năm xưa. La Thanh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn ra xa lộ vẻ suy nghĩ, đáp: "Nếu đã quyết định kết minh với Lạc gia thì ta phải tin tưởng vào chuyện đó mà thôi. Nhưng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc khi Nguyên Quân huynh đệ không có ở đây. Ta thì thấy mối quan hệ của Đế Nguyên Quân với Lạc gia không phải quá thân thích." Với biểu cảm ban nãy của Lạc gia chủ thì ta đoán giữa hắn và Lạc gia xảy ra chuyện gì đó. Ta không biết chuyện này là đúng hay sai nhưng Lạc gia hiện tại đang nợ hắn một món nợ ân tình. Nếu như không có hắn thì ta đã không đến Lạc gia, và nếu như họ không biết trân trọng ân tình này thì ta cũng cần phải nghĩ lại chuyện kết minh. Mấy ngày sau, tại chính điện Trịnh gia, Đế Nguyên Quân nhìn về phía bốn vị trưởng lão rồi lên tiếng. "Không biết các vị đã chuẩn bị linh dược như thế nào rồi?" Đáp lại, cả bốn vị trưởng lão gật đầu nhị trưởng lão lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho đế nguyên quân cùng với một nụ cười nhẹ trả lời không làm nhục sứ mệnh toàn bộ linh dược ta đã chuẩn bị đầy đủ thả thần thức thăm dò vào bên trong đế nguyên quân nhìn qua một lượt rồi gật đầu chuẩn bị không tệ trịnh kim thành cảm thấy rất khó hiểu hắn không biết đế nguyên quân thu mua nhiều linh dược như vậy để làm gì và với lượng tài nguyên ít ỏi còn lại thì hắn không biết phải xoay sở như thế nào cả trịnh kim thành vẻ mặt lo lắng nhìn đế nguyên quân hỏi công tử không biết người mua nhiều linh dược như vậy về để luyện đan. Nếu như luyện đan thì ta cần phải tìm được luyện đan sư, nhưng với khả năng của ta hiện tại là không thể mời được. Không biết tiếp theo phải làm gì? Đáp lại, đế nguyên quân lắc đầu, đúng là linh dược mua về nhằm mục đích để luyện đan và ngươi cũng đừng quá lo lắng về việc phải tìm được luyện đan sư. Vì chính tay ta sẽ làm, thật vậy sao? Trinh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão bán tín bán nghi nhìn đế nguyên quân, thốt ra. Ta biết các người hiện tại rất lo lắng nhưng mà yên tâm đi, Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy và đi ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi thì hắn không quên căn dặn Trịnh Kim Thành. Nói không phải từ cao nhưng ở trong thành không có ai có thể so sánh với ta được. Trịnh gia chủ, ngươi còn nhớ việc ta từng nói trước đây chứ? Chiến thư mà ngươi đã chuẩn bị từ trước có thể gửi đi được rồi. Vâng, Trịnh Kim Thành tuy có chút lo lắng khi phải khi phải đích thân mang chiến thư đến Nam gia nhưng hắn không thể làm trái lệnh đế nguyên quân mà chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, đáp, Tự mình đứng trước cổng lớn Nam gia, Trịnh Kim Thành đứng ngẩn người ở bên ngoài một hồi lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bên trong mà trong lòng cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Trịnh Kim Thành không muốn đặt chân vào bên trong một chút nào cả. Trịnh Kim Thành hít vào một hơi thật sâu rồi quyết định đi vào bên trong. Tại chính điện Nam gia, Trịnh Kim Thành nhìn thấy người vị trưởng lão cùng Nam gia chủ đang nhìn hắn với một ánh mắt khinh thường cùng nụ cười lạnh ở trên gương mặt. Lúc này, Nam Thương Hà gõ nhẹ tay xuống thành ghế, ánh mắt nhìn quét qua người Trịnh Kim Thành, nói: "Trịnh gia chủ, cơn gió nào đã thổi ngươi đến đây? Ngươi không biết tình cảnh hai gia tộc hiện nay là như thế nào hay sao mà dám một mình đến đây? Nam gia chủ, chẳng nhẽ ngươi định nhân cơ hội này rất ta sao? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi nam gia đã bị ngươi bôi cho chát chấu lên rồi. Đáp lại, trịnh kim thành ánh mắt trầm xuống và lấy ra chiến thư ném cho nam thương hà, nói. Ta đến đây để gửi chiến thư. Ồ, nam thương hà liếc mắt nhìn qua chiến thư một cái rồi bất ngờ cười lớn một tiếng, đáp. Trịnh Kim Thành, người lấy đâu ra dũng khí mà dám mang chiến thư đến đây? Lá gan của ngươi đúng là không hề nhỏ, ta đã dám tự mình mang chiến thư đến thì có gì mà phải sợ. Nếu như nam gia các ngươi không sợ bị thiên hạ chê cười thì cứ rớt ta đi. Trịnh Kim Thành ánh mắt tức giận nhìn nam thương hà, lớn giọng trả lời. Khi đó, thiên hạ sẽ đồn là các ngươi sợ trịnh gia nên không dám nhận chiến thư mà còn âm hiểm rớt chất ta để đề phòng. Từ bao giờ mà ngươi có thể nói ra được những lời như thế này? Nam Thương Hà nghe thấy thì có chút suy nghĩ, ta thấy trong chiến thư đề là ba tháng sau sẽ tiến hành. Nhưng mà tại diễn ra tại trịnh gia các ngươi, ta thấy chuyện này giống một cái bẫy thì đúng hơn. Tùy ngươi suy nghĩ, đáp lại, trịnh Kim Thành không một chút sợ hãi mà lớn giọng trả lời. Các ngươi người đông, thế mạnh hơn trịnh gia, chưa kể các ngươi còn âm hiểm đến mức mua chuộc những gia tộc thân cận với ta. Hay là các ngươi còn muốn trận chiến cuối cùng này diễn ra tại Nam gia các người? Hừ, Nam Thương Hà hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, khẩu khí của ngươi bây giờ rất hùng hổ, ta không biết ngươi đã và đang chuẩn bị cái gì để đối phó nhưng chỉ với thực lực nhỏ yếu của các ngươi mà muốn chống lại nam gia. Đúng là nực cười, tốt thôi, nếu như ngươi muốn thì ta sẽ chấp nhận, đây xem như là lần đầu cũng như lần cuối cùng ta đáp ứng các ngươi. Mười vị trưởng lão nghe thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt họ nhìn về phía nam thương hà rồi lên tiếng trách móc. Gia chủ, chuyện này là không thể, đây rõ ràng là cái bẫy của trịnh gia, nếu như ta đồng ý thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào giỏ. Chuyện này ta không đồng ý, ta cũng thế, ta không đồng ý. Mấy ngày sau, đế nguyên quân dành thời gian gần 7 ngày để luyện hết toàn bộ linh dược tạo thành được hơn 100 viên đan dược từ hoàng cấp hạ phẩm đến hoàng cấp thượng phẩm và trong số đó có 5 viên là hoàng cấp cực phẩm. Ngồi tỉnh dưỡng ở trong phòng, đế nguyên quân vẻ mặt mệt mỏi đang liên tục luyện hóa đan dược hồi phục. Tuy chỉ luyện đan dược có đẳng cấp không cao nhưng bù lại là hắn luyện với số lượng và lượng tiêu hao là rất lớn. Gần 7 ngày thúc dục thiên ma thần hỏa, thúc dục chân nguyên và đẩy tinh thần lực lên đến đỉnh điểm mới có thể đồng thời luyện được nhiều như vậy cùng một lúc đợi sau khi hồi phục được mấy thành đế nguyên quân nhìn đống đan dược ở trong đan lô thì bất chợt nở một nụ cười nhạt sức hút của đan dược là một mà sức hút của luyện đan sư là mười muốn một thế lực hoàn toàn quy phục thì ta cần phải mang lại lợi ích cho họ chuyện này đúng là không thể sai được thu lấy toàn bộ đan dược vào trong nhẫn chữ vật đế nguyên quân đẩy cửa đi ra ngoài trong thời gian hắn bế quan luyện đan thì tình hình trịnh gia lúc này trông khả quan hơn trước rất nhiều bọn họ nghe theo lệnh đế nguyên quân và bắt đầu tu luyện không ngừng nghỉ ngồi tại chính điện Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão nhìn nhau với vẻ mặt trông cực kỳ lo lắng và bầu không khí ở trong chính điện dần trở nên nặng nề. Trịnh Kim Thành suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, "Bốn vị trưởng lão, không biết các vị có cách gì trong trường hợp này không?" Đáp lại, bốn vị trưởng lão sắc mặt xám xịt nhìn Trịnh Kim Thành, trả lời, "Gia chủ, chuyện này ta chỉ có một cách nghĩ là trong Trịnh gia chắc chắn có nội gián của Nam gia." "Ta cũng nghĩ là như thế, nếu không thì tại sao bọn chúng biết ta được công tử trợ giúp?" theo ta được biết thì bên phía nam gia cũng đã bắt đầu có hành động với tài lực của chúng hiện tại thì ta chỉ sợ khó mà vượt qua được may mắn là ta đã kịp thời chuẩn bị linh dược trước khi nam gia phát hiện chứ không bị nam gia phát hiện thì ta khó mà mua được trịnh kim thành nghe thấy vậy thì khẽ cao mày ánh mắt hắn lộ rõ sự ngần ngại chuyện này thì ta cũng đã nghĩ đến nhưng hiện tại ta muốn nghe là đối sách nam gia đã biết ta có công tử giúp đỡ nên bọn chúng cũng sẽ sớm có hành động nếu như ta không chuẩn bị kỹ càng thì khó lòng mà đối phó được còn việc trong gia tộc có nội gián của nam gia thì ta phải sớm tìm ra, nếu không thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn như thế này nữa. Bốn vị trưởng lão nghe thấy vậy thì cúi đầu, tuy họ biết là thế nhưng họ hiện tại không thể nghĩ ra được đối sách nào hợp lý. Thậm chí họ còn không đoán được ai mới là nội gián và bây giờ họ cũng không có thời gian để tìm kiếm. Ngay lúc họ không biết nên làm gì thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào khiến họ sực tỉnh. Có chuyện gì sao? Đám người đưa mắt nhìn ra ngoài thì trông thấy đế nguyên quân đang đi vào thì vui mừng vô cùng và có phần ngạc nhiên. Họ ban đầu nghĩ hắn sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện được hết đống linh dược đó. Nhưng hiện tại thì còn chưa đến 7 ngày mà Đế Nguyên Quân đã xuất quan, nhìn dáng vẻ thong dong của hắn hiện tại thì họ tin chắc là hắn đã luyện được hết. Lúc này, Trịnh Kim Thành nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía Đế Nguyên Quân, nói: "Công tử, ngươi luyện đan thành công?" Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời: "Đan dược ta đã luyện thành nên các ngươi không cần lo lắng. Trong thời gian ta bế quan đã có chuyện gì xảy ra sao?" "Đúng là đã có chuyện." Trịnh Kim Thành gật đầu ánh mắt có chút lo lắng nhìn đế nguyên quân, trả lời. Ta nghĩ là trong trịnh gia có nội gián, đế nguyên quân nhíu mày, ngươi nói rõ hơn ta xem, chuyện là như thế này. Trịnh Kim Thành Hạ thấp giọng trả lời, ta không biết tại sao Nam gia lại biết đến việc công tử đến giúp trịnh gia khi mà chỉ có ta và bốn vị trưởng lão ở trong gia tộc được. Biết và ta đã nghiêm cấp truyền ra ngoài tin tức của công tử nhưng vừa rồi. Nam gia đã phát hiện ra và bắt đầu có hành động ở trong tối nên ta nghi ngờ trong gia tộc có nội gián. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi và bốn vị trưởng lão biết. Đáp lại, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh, đáp: "Ngươi không tính thêm 10 người bị ngươi phế bỏ đan điền và đuổi ra khỏi Trịnh gia hay sao?" "Công tử, ý ngươi là?" Nhị trưởng lão lên tiếng hỏi ngược lại. "Đúng là thế." Đế Nguyên Quân gật đầu, "Ta nghĩ kẻ đã nói cho Nam gia biết là một trong 10 người đó, hoặc cũng có thể là tất cả bọn họ." "Không thể nào." Trịnh Kim Thành lắc đầu phủ nhận, "Ta chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội lại Trịnh gia. Với những gì mà bọn họ đã làm cho Trịnh gia thì ta chắc chắn chuyện đó." ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao đế nguyên quân ánh mắt khinh thường nhìn trịnh kim thành hỏi ngược lại ngươi không nghĩ đến việc đã phế bỏ đan điền và đuổi họ ra khỏi trịnh gia đối với bọn họ thì chính ngươi đã phản bội lại họ nên việc họ phản bội lại trịnh gia là chuyện có thể xảy ra tuy ta không đoán ra được ai là người đã tiết lộ nhưng ta dám chắc về điều đó nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng như thế cho dù nam gia biết chuyện thì sao mọi chuyện chúng làm hiện tại chỉ đang cố để kéo hơi tàn mà thôi mặc kệ chúng đi đế nguyên quân vừa nói vừa lấy ra đống đan dược đưa cho trịnh kim thành người tranh thủ phát đan dược cho những đệ tử ở trong gia tộc và tranh thủ luyện hóa càng sớm càng tốt sắp tới ta còn việc cần các ngươi phải hoàn thành nói xong đế nguyên quân liền quay người đi ra bên ngoài rời khỏi trịnh gia đế nguyên quân đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi quay người đi về phía khu giao dịch tập trung tại đây đế nguyên quân đi dọc một vòng nhằm tìm kiếm những loại tinh thạch để có thể bố trí được trận pháp đế nguyên quân nghĩ với thực lực hiện tại của trịnh gia thì khó lòng mà thắng được cho dù họ có phục dùng đan dược thì tỷ lệ vẫn rất là thấp nên hiện tại cũng chỉ còn cách là bố trí trận pháp bao quang trịnh ra thì mới có thể nắm chắc. Nhưng tiếc là đế nguyên quân đi hết một vòng mà không có chút thu hoạch, ngay cả một viên tinh thạch phù hợp cũng không có. Dừng lại tại một quầy bán ở trước mặt, đế nguyên quân xuất ra 100 linh thạch, hỏi. Trường quầy, không biết ở gần đây có nơi nào bán tinh thạch không? Nhìn thấy 100 linh thạch ở trên bàn, viên trưởng quầy hai mắt sáng lên, hắn nhanh tay thu lại rồi chỉ tay ra ngoài và nói. Công tử đúng là khách sáo quá. Người hỏi ai chứ hỏi ta là đúng rồi. Công tử đi ra ngoài rồi đi về hướng tây khoảng 200 trượng thì sẽ thấy một quầy hàng nhỏ, ở nơi đó chuyên bán những loại tinh thạch. Nếu công tử muốn thì có thể tới đó. Ta biết rồi, đế nguyên quân gật đầu rồi quay người rời đi. Ngay khi hắn rời đi chưa được bao lâu thì có khoảng năm người cùng đi vào quầy hàng đó. Chúng lấy ra một ít linh thạch ném cho trưởng quầy rồi lên tiếng. Trưởng quầy, cái người vừa mới đi ra đi đến đâu rồi? Không biết các vị muốn hỏi người nào. Viên trưởng quầy ánh mắt khó hiểu nhìn đám người, hỏi có phải là vì công tử mang mặt nạ vô diện đúng là người đó đám người gật đầu đáp nếu là vì công tử đó thì hắn đi về phía tây rồi viên trưởng quầy vui vẻ nở một nụ cười đáp các vị có thể đến đó để tìm hắn đi một mạch đến quầy hàng nhỏ nhỏ. đế nguyên quân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái biển hiệu sập sệ ngay cả cánh cổng ở bên ngoài đã rất cũ nát và có không ít mạng nhện. trong đầu hắn tự hỏi nơi tồi tàn này có phải là nơi bán tinh thạch hay không đế nguyên quân đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này có rất ít người qua lại thậm chí còn không có một ai đi qua thì thở dài một hơi rồi mới quyết định đi vào. Ngay khi đế nguyên quân vừa đặt chân vào thì từ bên trong có một lão nhân trông. Rất lớn tuổi nhanh chân chạy ra ngoài, ánh mắt lão nhìn đế nguyên quân lộ vẻ vui mừng, nói. Công tử, không biết ngươi đến để mua tinh thạch, đế nguyên quân nhìn lão giả mang áo quần rách dưới ở trước mặt thì khẽ nhíu mày. Tuy không cảm nhận được khí thức trên người của lão nhưng khi nhìn hai lòng bàn tay chai sạm thì đế nguyên quân có thể chắc chắn là lão già này chính là một người tu luyện hoặc là một người chuyên về luyện khí công tử, người nhìn ta chăm chú như vậy là không tốt lắm đâu. Lão giả thấy ánh mắt đế nguyên quân dán chặt lên người mình thì nở một nụ cười nhẹ, nói. Chắc người đang phân vân là ta có phải là một người tu luyện có đúng không? Đế nguyên quân nghe thấy vậy thì giật mình một cái, hắn không thể ngờ là lão giả đứng ở trước mặt này lại có thể đọc vị được suy nghĩ của hắn. Đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ đáp, ngươi rất tinh ý, đúng là ta có suy nghĩ như vậy thật nhưng mà ta cũng chẳng quan tâm vì ta đến đây là để mua tinh thạch. Ha ha ha, lão giả phá lên cười lớn một tiếng, đáp, nhìn nơi này của ta trông rất tồi tàn nhưng ngươi muốn mua tinh thạch thì tìm đúng người rồi. Ta có thể tự tin khi nói ta là người bán tinh thạch có tiếng nhất ở vùng ngoại ô này. Lão giả vừa nói vừa đưa tay mời Đế Nguyên Quân đi vào bên trong. Không biết công tử muốn mua loại tinh thạch như thế nào? Đáp lại, Đế Nguyên Quân không chút suy nghĩ, nói ra, ta muốn mua một ít tinh thạch chuyên về trận pháp, số lượng thì khoảng 5 cái. Hừm, tinh thạch để làm trận nhãn sao? lão giả nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ suy nghĩ đúng là hiếm thật nhưng ta sẽ tìm lại dù sao nơi này cũng đã lâu không có người đến nên ta hay để lung tung ha 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 đế nguyên quân gật đầu đáp vậy thì phiền lão rồi đứng đợi ở bên ngoài một hồi lâu thì lão giả mới từ trong nhà kho chạy ra ngoài ở trên tay lão là năm viên tinh thạch nhỏ khoảng chừng đầu ngón tay cái nhưng khí thức mà nó phát ra lại nồng đậm vô cùng để công tử đợi lâu rồi lão giả vừa nói vừa đưa năm viên tinh thạch cho đế nguyên quân tiếc là ta chỉ tìm thấy năm viên tinh thạch nhỏ như thế này không biết có phù hợp với yêu cầu của công tử nhận năm viên tinh thạch vào trong tay đế nguyên quân cảm nhận khí tức chúng phát ra rồi gật đầu đáp phẩm chất hơi thấp một chút nhưng cũng để dùng đế nguyên quân quay qua nhìn lão giả nói không biết giá của năm viên tinh thạch này là bao nhiêu hừm lão giả suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng lâu rồi ta không động đến chúng nên đã quên đi giá trị thôi thì công tử đưa cho ta một vạn linh thạch là được nhận lấy một vạn linh thạch lão giả đưa mắt nhìn theo bóng lưng đế nguyên quân rời đi rồi thở dài một hơi, ánh mắt lão lộ ra vẻ thất vọng nói. Người thiếu niên này quả là có thiên phú nhưng mà sát nghiệm trên người hắn quá nặng. Không biết hắn tương lai sẽ trở thành đại ma đầu ở phương nào. Rời đi được một lúc, đế nguyên quân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn từ từ liếc nhìn qua một bên thì trông thấy có năm người đang dần đi về phía hắn. Cảm nhận ánh mắt đang nhìn hắn, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười lạnh nói. Kẻ đến không thiện, là người nam ra sao? Ta muốn xem các ngươi định làm gì, tiếp tục đi về phía trước." Đế Nguyên Quân đi vào một con hẻm vắng bóng người ở phía trước. Thấy Đế Nguyên Quân đột nhiên thay đổi hướng đi, đám người liếc mắt nhìn nhau, nói: "Hắn ta phát hiện rồi sao? Nhanh chóng đuổi theo, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát." Nhanh chóng đuổi theo, đám người đi vào bên trong con hẻm cho đến cuối con đường thì phát hiện nơi này chính là một ngõ cụt nhưng lại không thấy Đế Nguyên Quân ở đâu cả. Chúng liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm nhưng hoàn toàn không phát hiện. Đám người cảm thấy khó hiểu lên tiếng: rõ ràng là thấy hắn đi vào trong này nhưng nơi hoang vắng này làm gì có dấu hiệu từng có người đi vào cho dù hắn có nhảy lên mái nhà thì ít nhất cũng nghe thấy một tiếng động nhỏ hoặc cũng có thể phát hiện khí thức dao động của hắn là ta đã đi sai đường rồi sao trong lúc đám người đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên dùng mình một cái ở sau lưng họ truyền đến một làn gió nhẹ nhưng lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh vô cùng cùng với đó là một giọng nói âm trầm và ngạo nghễ vang lên nhìn dáng vẻ các người lén la lén lúc thì chắc là người của nam gia phái đến mục đích của các ngươi khi đi theo ta là gì cảm nhận sát ý ở trong ánh mắt của chúng đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười lạnh cùng ánh mắt khinh thường nói các ngươi muốn mời ta đến nam ra một chuyến hay là muốn giết ta đám người nhanh chóng quay người nhìn lại thì trông thấy một thiếu niên mang mặt nạ vô diện tuy họ chỉ biết trịnh gia có một vị công tử đến trợ giúp nhưng lại rất mơ hồ về thực lực của hắn với hiện tại cho dù đế nguyên quân đứng trước mặt thì họ cũng không thể cảm nhận được chút dao động khí thức nào cả trong mắt họ thì hắn chẳng khác gì một người bình thường nhưng trong cái bình thường đó lại khiến họ có cảm giác trong lòng thấy bất an và trong thâm tâm mách bảo là người đang đứng trước mặt là một người rất đáng sợ. Theo lời mà những người trịnh ra báo tin thì họ được biết đế nguyên quân là một người có tốc độ vượt xa người thường nhưng việc hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng họ mà không phát ra một tiếng động hay là dao động chân nguyên nào cả. Nghĩ đến việc này thì trong đầu họ suy đoán cảnh giới đế nguyên quân là thiên địa cảnh và chỉ có những người đạt cảnh giới này mới có thể xúc địa thành thốn, thình lình xuất hiện sau lưng họ mà không phát ra bất cứ động tĩnh nào cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt năm người nhìn đế nguyên quân lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Họ nhìn chằm chằm hắn và cúi người thủ thế, giống như chỉ cần đế nguyên quân có hành động dù chỉ là nhỏ nhất thì họ cũng sẽ có phản ứng lại. Nhưng nhìn đế nguyên quân một lúc nhưng họ không thấy hắn có bất cứ hành động nào cả. Thậm chí trong ánh mắt hắn không hề có chút sát ý nào cả mà họ chỉ có cảm giác nhưng hắn đang nhìn họ với ánh mắt đầy sự khinh thường. Giống như cả năm người ở trong mắt hắn không là thá gì cả. Thấy đám người đứng xứng người một lúc thì đế nguyên quân lúc này tỏ vẻ không được thoải mái, hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì, ta không có thời gian nên nếu các ngươi không có chuyện gì cả thì ta rời đi trước, nếu như còn đi theo nữa thì đừng trách ta ra tay không thương tiếc. Nhìn dáng vẻ hài hòa và thong dong của đế nguyên quân nhưng giọng điệu và ngữ khí lại hùng hổ và mạnh bạo vô cùng. Họ cảm tưởng như đang đứng đối diện không phải là một người bình thường mà là một thứ gì đó to lớn và cực kỳ kinh khủng. Lúc này, một tên trong số 5 người đứng ra lên tiếng. Bọn ta đến tìm công tử không vì mục đích xấu gì cả. Chỉ là gia chủ muốn mời công tử đến Nam ra một chuyến mà thôi bất đắc dĩ nên bọn ta mới quyết định đi theo sau. Mong công tử lượng thứ, hừm, đáp lại, đế nguyên quân thở ra một hơi rồi nhìn năm người, nói. Ta còn tưởng các người muốn rất ta để trừ khử hậu họa. Nam gia chủ muốn gặp ta cũng không phải là không thể nhưng việc phái người đến theo dõi ta như thế này thì chẳng khác gì khinh thường ta cả. Nếu gia chủ các người muốn gặp thì tại sao hắn không tự mình đích thân đến gặp ta? Ngươi, gia chủ bị đế nguyên quân khinh thường, đáp người ánh mắt lộ vẻ tức giận nhìn hắn, quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng hạ thấp giọng đáp mong công tử chú ý lời nói của mình, gia chủ bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian. Chính vì thế nên mời công tử đi theo bọn ta một chuyến. Nhìn dáng vẻ đám người làm ra vẻ hùng hổ, đế nguyên quân khóe miệng khẽ nhích lên một cái, nói. Các ngươi không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao mà dám. Nói với giọng điệu ra lệch trước mặt ta, đế nguyên quân vừa nói vừa tản mát ra một lượng sát ý kinh khủng khiến cả năm người sợ hãi run lên. Ánh mắt họ nhìn đế nguyên quân mà không thể tin nổi, họ không dám tin là một người thiếu niên trông còn rất trẻ tuổi như hắn lại có một lượng sát ý khủng khiếp đến như thế chỉ mơ hồ nhìn thấy vầng hào quang sát khí đỏ ngầu giống như huyết sen lẫn với một loại khí tức giống như hắc khí cả hai vầng hào quang này dần hòa quyện với nhau tạo thành một tôn tu la có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào bị sát ý kinh khủng dọa sợ đại não của năm người dần truyền đến những cơn đau điếng người giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó bóp nghẹt lại cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội Ánh mắt đám người sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân giống như đang cầu xin hắn thu lại sát ý của mình. "Công tử, công tử." Đám người không chịu được áp lực từ sát ý Đế Nguyên Quân đánh ra khiến đầu họ đau đớn như muốn nứt và không thể chịu được lâu hơn nữa. Ánh mắt họ vừa kinh hãi vừa sợ sệt nhìn hắn, thốt ra với giọng điệu cầu khẩn. "Ta biết đã mạo phạm đến công tử nhưng xin công tử thu lại sát ý." Đế Nguyên Quân vung mạnh tay rồi thu lại toàn bộ sát ý, sau đó hắn quay người và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đó, hắn cũng không quên việc lên tiếng cảnh cáo với giọng điệu cao ngạo vô cùng về nhắn với gia chủ các ngươi nếu như muốn gặp thì đến trịnh gia tìm ta nếu như các ngươi không biết nghe lời mà còn phái người âm thầm theo dõi ta thì hãy cẩn thận đó không cần trịnh gia tiêu diệt các ngươi mà chính tay ta sẽ làm điều đó lời của ta một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện các ngươi đã nghe rõ cả năm người cúi đầu thi lễ rồi đồng thanh đáp vâng ngay khi họ vừa ngẩng đầu nhìn lên thì không còn nhìn thấy bóng dáng đế nguyên quân ở đâu nữa họ có cảm giác bản thân vừa mới gặp là một hồn ma ở đâu đó quanh đây chứ không phải là con người đợi ổn định lại tâm thần cả năm người mới có thể dựa lưng vào vách tường rồi thở dài một hơi cho dù đế nguyên quân đã rời đi được một lúc nhưng cái khung cảnh đáng sợ vừa rồi vẫn còn hiện rõ ở trong tâm trí họ chỉ cần bất cần một chút thì họ sẽ bị hình ảnh đó hóa thành tâm ma và càn quấy tâm cảnh họ cả năm người vẫn không thể giấu giếm được sự sợ hãi ở trên gương mặt rồi nhìn nhau và thốt ra người này cũng quá đáng sợ rồi ta bây giờ vẫn còn đang bị ám ảnh bởi sát ý của hắn với lượng sát ý kinh khủng này thì không biết bao nhiêu sinh mệnh chất dưới bàn tay của hắn cho dù tính cả thanh lan thành cũng không thể sánh được rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào tại sao hắn lại muốn giúp trịnh gia mà không giúp nam gia ta chứ đúng thế nếu như nam gia có vị công tử này hậu thuẫn thì một cái trịnh gia nhỏ bé thì đáng là gì nói không chừng thì ta có thể dựa vào người này để trở thành một thế lực lớn ở trong thành cũng không phải điều không thể ta không thể chậm trễ hơn nữa nhanh chóng quay trở về báo tin với gia chủ đi quay trở về trịnh gia Đế Nguyên Quân nhìn những tên đệ tử đang ngồi luyện hóa đan dược ở trên diễn võ trường thì không khỏi lắc đầu. Tuy đan dược hắn luyện chế không phải quá cao siêu nhưng tốc độ luyện hóa của bọn họ là quá chậm và công dụng của đan dược phát ra là quá thấp so với những gì hắn suy nghĩ. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi quay người quay trở về phòng, hắn nhìn năm viên tinh thạch ở trong tay mà không khỏi cảm thán. Tuy năm viên tinh thạch này có phẩm chất không quá tệ nhưng để có thể bố trí những trận pháp có cấp bậc huyền cấp trở lên là điều không thể nào. Với những loại trận pháp hữu ích ở trong đầu hắn lúc này thì gần như không có cái nào có thể đáp ứng được, bởi vì chất lượng của tinh thạch là quá thấp. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi thầm than ở trong lòng. Chẳng nhẽ ta phải sử dụng những loại trận pháp cấp thấp? Hay sao, tuy hơi thấp một chút nhưng để đối phó với Nam Gia thì chuyện này không quá khó. Cứ quyết định như vậy đi, cùng lúc này, ở bên phía Nam Gia, Nam Thương Hà cùng người vị trưởng lão đang nghị sự ở trong chính điện thì bất ngờ nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ bên ngoài truyền vào khi năm người họ chạy nhanh vào bên trong thì ánh mắt của những người có mặt đều khẽ cao mày nam thương hà cảm thấy khó hiểu và có chút thất vọng nhìn năm người hỏi chuyện ta giao cho năm người các ngươi sao rồi các ngươi không dẫn người tới gặp ta mà sao lại trông thấy dáng vẻ của các người hốt hoảng như vậy có chuyện gì sao bẩm gia chủ cả năm người cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của nam thương hà đáp ta không mời được vị công tử đó đến cái gì nam thương hà sắc mặt trầm xuống ánh mắt hắn có chút tức giận nhìn họ quát đúng là phế vật, chỉ việc mời một tên tiểu tử đến mà làm cũng không xong. Gia chủ, ngươi đừng làm chuyện này dối ren hơn nữa. Lúc này, đại trưởng lão ngồi ở phía bên dưới lên tiếng, ánh mắt lão nhìn về phía năm người, hỏi. Nhìn dáng vẻ các ngươi thì giống như vừa gặp chuyện gì đó rất đáng sợ. Nói ra ta nghe thử xem, cả năm người nhớ lại khung cảnh ban nãy thì đồng thời dùng mình một cái, cả năm người liếc mắt nhìn nhau giống như không muốn tự mình nói ra. Lúc này, có một người đứng ra, hắn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đáp bẩm gia chủ và 10 vị trưởng lão. Bọn ta đã làm theo lời của gia chủ nhưng vị công tử đó không chấp thuận và có vẻ như rất tức giận. Ta đã cố hết sức để mời nhưng vị công tử đó hoàn toàn không để ý đến và còn bảo ta chuyển lời đến gia chủ. Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì khẽ cau mày. Hắn nói gì, vị công tử đó nói là, tên Nam Tử cố kiềm chế sự sợ hãi ở trong lòng, thốt ra với giọng điệu ngập ngừng. Gia chủ muốn gặp thì phải đích thân đến trịnh gia tìm hắn và còn đe dọa là nếu gia chủ còn phái người âm thầm theo dõi thì hắn sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ Nam gia cái gì nam thương hà tức giận đập thành ghế đứng dậy hắn chỉ tay về phía nam tử rồi lớn tiếng quát tên tiểu tử đáng chất đó hắn dám khinh thường ta khinh thường nam ra người đâu ta muốn đến trịnh gia để nhìn xem tên tiểu tử ngung cuồng đó là ai mà dám nói như thế năm người nghe thấy vậy thì giật mình một cái ánh mắt họ sợ hãi nhìn nam thương hà rồi quỳ dạp hai chân xuống đất và nói với giọng điệu khẩn thiết gia chủ xin hãy suy nghĩ lại gia chủ có lẽ không biết vị công tử đó là một người cực kỳ đáng sợ nếu như gia chủ đến đó thì ta không biết hậu quả sẽ như thế nào rất có thể gia chủ sẽ phải bỏ mạng không những thế mà cả nam gia ta cũng không thoát được vậy nên xin gia chủ hãy suy nghĩ lại nam thương hà cùng người vị trưởng lão nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt họ đồng thời nhìn về phía năm người với cảm xúc lẫn lộn vô cùng họ không biết năm người này đã gặp phải chuyện gì đáng sợ sợ đến mức mà khiến họ sợ hãi đến mức như thế này vậy nên xin gia chủ hãy suy nghĩ lại nam thương hà nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày nhíu chặt lại ánh mắt hắn lộ vẻ khó tin khi nhìn nam tử nhưng khi thấy biểu cảm sợ hãi và đầy lo lắng thì hắn cũng không giấu được suy nghĩ nam thương hà thở dài một hơi rồi đưa tay ra hiệu cho năm người đi ra ngoài và lên tiếng ta biết rồi các ngươi có thể đi ra ngoài vâng cả năm người cung kính đáp đợi sau khi cả năm người rời đi một lúc nhưng không có một ai lên tiếng ai ai cũng chăm chăm suy nghĩ vào những lời nói của nam tử tuy rất khó tin nhưng biểu cảm đó cho thấy hắn không nói đùa trong đầu họ tự nghĩ Liệu ở khu vực ngoại ô này tồn tại một người có thực lực đáng sợ như vậy sao? Chỉ sử dụng sát ý và phong thái lại có thể dọa năm người sợ hãi đến mức như vậy. Thấy bầu không khí trong chính điện đang dần trùng xuống và ngày càng trở nên nặng. Nê, Nam Thương hà vẻ mặt xám xịt nhìn người vị trưởng lão, hỏi. Không biết các vị có suy nghĩ gì? Đáp lại, đại trưởng lão gõ nhẹ năm đầu ngón tay xuống thành ghế, đáp. Ta vẫn cảm thấy rất khó tin, tuy nghe có vẻ thật nhưng ta tự hỏi là vì công tử ra tay trợ giúp trịnh gia là đệ tử của các đại thế lực, hắn muốn nhân cơ hội này để lôi kéo trịnh gia rồi dần mở rộng ra các gia tộc khác ở ngoại ô. Tuy không biết hắn có cảnh giới gì nhưng chỉ với sát ý và phong thái của bậc cường giả thì ta nghĩ cảnh giới của hắn ít nhất cũng phải thiên địa cảnh. Với cảnh giới này thì đừng nói nam gia mà ngay cả những gia tộc khác cũng không thể chống đỡ được trước sức mạnh của hắn. Ta tự hỏi, không biết trong các đệ tử của các đại gia tộc có vị thiên kiêu nào đạt đến cảnh giới thiên địa cảnh. Nhị trưởng lão ngồi ở phía bên cạnh gật đầu lên tiếng. Theo ta biết thì không có vị thiên kiêu nào có cảnh giới thiên địa cảnh cả nếu như những suy đoán của đại trưởng lão đúng thì hắn ta rất có thể không phải người thanh lan thành mà là đệ tử của đại gia tộc đại thế lực hoặc đại tông môn này đó nếu như những gì ta nói là đúng thì vì sao hắn lại đến vùng ngoại ô mà không tìm đến khu trung tâm nếu như hắn muốn bành trướng thế lực thì phải tìm đến các đại gia tộc chứ tại sao lại đến một vùng hỗn loạn như ngoại ô ta thật sự không biết mục đích của hắn khi đến đây là gì chính vì không biết nên ta không thể đoán được những bước tiếp theo mà hắn sẽ làm đối với một người như thế thì hắn ta là người đáng sợ nhất các vị trưởng lão khác nghe thấy vậy thì ai ai cũng lo lắng vô cùng. Tuy họ không biết lời của hai vị trưởng lão nói là đúng hay sai nhưng với hoàn cảnh hiện tại là hợp lý nhất. Họ cũng không có cách nào để lý giải khi phải đối mặt với hoàn cảnh như thế này. Nam Thương Hà vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn hai vị trưởng lão một lúc rồi thở dài một hơi, trông dáng vẻ hiện tại của hắn đang rất giàu dĩ và trong lòng đang cảm thấy rất nặng nề. Ý của hai vị trưởng lão là ta không nên đắc tội hắn ta sao? Đúng là như thế, đại trưởng lão gật đầu, đáp, nếu như ta cứ khăng khăng đối địch thì hậu quả rất là nặng nề nam thương hà vẻ mặt không mấy mong muốn hỏi tiếp vậy còn trịnh gia thì sao chẳng nhẽ ta phải từ tay đưa đầu cho bọn chúng nếu như ta sờ tên đó nhưng lại mặc kệ hắn giúp đỡ trịnh gia thì ta chẳng khác gì tự nhận thất bại các vị có từng nghĩ đến việc trịnh gia sẽ bỏ qua cho ta dễ dàng khi mà chúng lại có cơ hội để tiêu diệt ta hay sao chuyện này cũng không phải không thể xảy ra nhị trưởng lão lắc đầu ánh mắt có chút thất vọng nhìn nam thương hà nói sở dĩ Nam gia cùng trịnh gia trở nên đối địch vì tranh chấp tài nguyên, tuy không thể nói là kẻ thù không đội trời chung nhưng ta nghĩ chuyện này có thể suy nghĩ lại. Nhị trưởng lão nói không sai, đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn quét qua Nam Thương Hà rồi nhìn lướt qua các vị trưởng lão, nói. Trong trận chiến này tuy ta giành được phần thắng nhiều hơn nhưng tổn thất của ta không ít hơn trịnh gia là bao. Tuy ta đã lôi kéo được các gia tộc hỗ trợ trịnh gia nhưng họ không hoàn toàn tin tưởng ta mà chỉ đơn giản là muốn ngã về phía kẻ thắng để đảm bảo sự an toàn của họ mà thôi nếu như trong trận chiến này mà trịnh ra năm phần thắng thì ngươi nghĩ bốn gia tộc đó sẽ còn theo phe ta sao và nếu như ta thắng thì bọn họ sẽ tự khắc đứng về phía ta nếu trong tình cảnh xấu nhất thì không có một ai thắng mà cả hai đều nhận những tổn thất lớn thì bọn chúng có để cho ta được yên sao dựa vào bốn gia tộc đó đủ sức để tiêu diệt ta và đoạt lấy toàn bộ tài nguyên trung quy thì bọn chúng chỉ là những kẻ ngư ông đắc lời mà thôi các vị trưởng lão ngồi ở phía bên dưới bắt đầu quay qua nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán nhìn biểu cảm của họ không có một ai mong muốn điều này xảy ra. Nếu nói như thế thì ta, đang bị bọn chúng lợi dụng, sao ta có thể để yên chuyện này được chứ? Đúng thế, với tình cảnh hiện tại thì ta đang vào tình cảnh xấu nhất. Nếu như bốn gia tộc đó biết trịnh gia có cường giả thiên địa cảnh trợ giúp thì bọn chúng sẵn sàng đâm sau lưng ta như cách chúng đã làm với trịnh gia. Nếu như ta cứ để mặc mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì chẳng khác gì đang tự rất lấy mình. Nam Thương Hà nhìn các vị trưởng lão đang bàn tán to nhỏ thì cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Hắn tuy không muốn thừa nhận nhưng những gì mà các vị trưởng lão nói không phải không có lý. Mặc dù hắn không muốn phải công nhận nhưng trịnh gia hiện tại đã có cơ hội hơn họ rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, Nam Thương Hà ánh mắt trầm xuống nhìn người vị trưởng lão, hỏi. Vậy các vị nghĩ gì khi trịnh gia không lợi dụng sự giúp đỡ của hắn ta để tiêu diệt ta mà phải đợi đến 3 tháng sau? Trịnh gia chắc chắn đang chuẩn bị âm mưu nào đó để đối phó ta. Đại trưởng lão nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt lão nhìn Nam Thương Hà một lúc rồi lên tiếng rất có thể vì công tử đó không có ý định ra tay mà đang trợ giúp trịnh gia gia tăng thực lực. Nói đúng hơn là trịnh gia đang bị hắn ta lợi dụng. Ta nghĩ trịnh gia cũng biết họ đang bị lợi dụng nhưng trong tình cảnh này thì họ thà để bị như thế mà giành được phần thắng. Nếu như ta cứ chăm chăm đối đầu thì rất có thể sẽ đón nhận thất bại. Như thế thì ta chẳng khác gì đang vẽ đường cho trịnh gia đi vậy. Nhị trưởng lão gật đầu, nói tiếp, nếu ta để mặc như thế thì ta chẳng khác gì hòn đá ở bên đường, nếu như muốn vực dậy khỏi chuyện này thì ta nghĩ chỉ còn một cách duy nhất đám người nghe thấy vậy thì quay qua nhìn nhị trưởng lão với ánh mắt đầy sự mong đợi hỏi có cách gì nếu như trịnh gia sẵn sàng để bị lợi dụng nhưng bù lại là nhận được cơ duyên là bành trướng thế lực và gia tăng sức mạnh vậy thì tại sao ta không làm giống như họ nhìn trưởng lão ánh mắt chắc chắn nhìn nam thương hà nói bây giờ chỉ còn một cách là cầu hòa với trịnh gia bằng mọi giá và phải lấy được sự hậu thuẫn của vị công tử đó nếu như thành công thì ta không chỉ đảm bảo được sự an toàn mà tương lai sẽ còn đón nhận được nhiều thứ còn tốt hơn như thế này nhiều Đại trưởng lão quay qua nhìn nhị trưởng lão rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp: Nhị trưởng lão có cùng suy nghĩ giống ta, đối với một người hắc thủ thì ta nên cam tâm bị lợi dụng nhưng bù lại là ta sẽ có cơ duyên khác to lớn hơn như thế này nhiều. Không nói trước được điều gì nhưng ta dám chắc là nam gia ta 10 năm hoặc 20 năm sau sẽ có thể trở thành một thế lực lớn ở ngoại ô. Nếu như hai nhà nam, Trịnh Kết Minh thì sau thời gian đó thì ta có thể nhìn về phía khu vực trung tâm được. Nam Thương Hà vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: Hắn giống như gạt bỏ tảng đá lớn ở trong lòng và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Ta thân là một gia chủ nên ta sẽ phải đặt nặng vấn đề lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Ý của hai vị trưởng lão ta rất đón nhận nhưng ta phải làm cách gì để hàn gắn được mối quan hệ với Trịnh gia? Ta đang rất quan ngại điều này. Đáp lại, đại trưởng lão cười lớn một tiếng, trả lời: "Chuyện này thì gia chủ yên tâm, trong lòng ta đã có dự tình rồi nhưng vẫn phải để gia chủ ủy khuất một chút." Lúc này, ở bên phía Trịnh gia, đế nguyên quân nhìn thấy đám đệ tử cùng giới cao tầng trong gia tộc đang chuyên tâm luyện hóa đan dược thì không khỏi lắc đầu họ làm như thế này mà không màng đến những thứ xung quanh cho dù có nguy hiểm ập đến thì họ chắc chắn không thể xoay sở kịp thời tuy họ giải khờ đến mức mà quên mất việc phải đảm bảo an toàn nhưng đế nguyên quân cũng phải công nhận sự quyết tâm của họ vào trận chiến lần này nhìn lại năm viên tinh thạch ở trong tay đế nguyên quân lộ vẻ trần trừ thốt ra rất có thể ta không phải sử dụng đến sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía nam ra rồi nở một nụ cười lạnh nói không biết bên phía nam ra giờ đang có suy nghĩ gì chuyện này đang càng ngày càng cảm thấy thú vị ta thật sự đang rất mong chờ vào những biểu hiện của nam ra lời nói vừa dứt đế nguyên quân đi thẳng về phòng mà không mảy may quan tâm đến những chuyện khác hắn bây giờ vẫn còn đang có chuyện khác cần phải hoàn thành đi vào trong giới chi đế nguyên quân nhìn dáng vẻ nhàn nhã của thánh hoàng thần niệm rồi lên tiếng huyết đế mục vẫn chưa nảy mầm sao đáp lại thánh hoàng thần niệm nở một nụ cười nhẹ đáp Huyết đế mục đã sớm nảy mầm nhưng ngươi vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Có chuyện gì sao, đế nguyên quân nhíu mày, cũng không có gì to tát, thánh hoàng thần niệm lắc đầu, chỉ là ta đã đánh giá thấp khả năng của huyết đế mục mà thôi, ta ban đầu còn tưởng việc dùng thánh dược để nuôi dưỡng nó là mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nhưng nó cũng không hổ là một loại thánh dược có cấp bậc cao nhất. Tuy đã được thánh dược nuôi dưỡng nhưng nó vẫn còn thiếu sót một chút. Vậy sao, đế nguyên quân vẻ mặt có chút thất vọng, đáp thời gian hiện tại ta vẫn còn một chút thời gian nên chờ đợi thêm một chút cũng không phải không được hơn một tuần sau đám người trịnh gia đã dần luyện hóa đan dược hết toàn bộ hiện tại cũng chỉ còn trịnh kim thành cùng bốn vị trưởng lão vẫn còn đang luyện hóa hết phần còn lại và trong thời gian này đế nguyên quân cũng không ngồi chơi không mà hắn đang không ngừng hấp thụ linh khí để gia tăng thêm một chút chân nguyên tuy không có được nhiều thu hoạch nhưng chân nguyên của hắn hiện tại đã tinh thần và nồng đậm hơn trước không ít và cũng trong thời gian hắn bế quan thì Nam Thương Hà dẫn người đến tìm hắn nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Hắn có thể đoán được mục đích của Nam gia chủ khi đến vì nguyên do gì nhưng hắn cũng không muốn dính dáng đến chuyện này vì đây không phải chuyện của hắn. Mà trái ngược lại, đế nguyên quân muốn tự hai gia tộc sẽ phải tự giải quyết với nhau, nếu như họ có thể giải quyết được chuyện này một cách êm đẹp thì hắn có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Trải qua thêm mấy ngày, đế nguyên quân ngồi bế quan ở trong phòng sắp qua tuần thứ hai thì bên ngoài bỗng chuyển đến một tiếng bước chân và một khí thức tương đối quen thuộc. Vào đi, đế nguyên quân hai mắt từ từ mở ra rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nói. Trịnh gia chủ, người tìm ta có việc gì sao? Công tử, trịnh kim thành đẩy cửa đi vào rồi cung kính thi lễ, đáp. Người nam gia đến gặp, người nam gia sao? Đế nguyên quân nghe thấy vậy thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ đáp. Hơi muộn so với suy tính nhưng mà không sao. Trịnh kim thành nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy khó hiểu nhìn đế nguyên quan, hỏi. Công tử, người biết người nam gia sẽ đến sao? Có thể xem là như vậy. Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng, nói: "Những chuyện như thế này thì ngươi không cần hỏi ý kiến ta. Chuyện nam gia đến thì không cần ta ra mặt, ta nghĩ họ đến không phải vì chuyện gây chiến nên ngươi có thể tự mình gặp họ." Lời của công tử có thể là thật nhưng ta lại có cảm giác họ như đang âm mưu chuyện gì đó. Đáp lại, Trịnh Kim Thành ánh mắt trầm xuống, nói: "Nam gia đã chủ động đến mấy lần nhưng đều đã bị ta từ chối. Họ chủ yếu là muốn đến gặp ta sao?" Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua Trịnh Kim Thành, hỏi: đúng là như thế trịnh kim thành gật đầu đáp ta đoán mục đích của chúng khi muốn gặp công tử là muốn lôi kéo muốn biết mục đích của họ thì cần gì phải đứng ở đây đoán giả đoán non đế nguyên quân đứng dậy hắn bước đi ra bên ngoài và nói chỉ cần đến gặp là có thể biết được hay sao tại chính điện trịnh gia đế nguyên quân ngồi ở trên ghế gia chủ nhìn xuống phía bên dưới thì không khỏi lắc đầu bầu không khí ở trong căn phòng lúc này nặng nề vô cùng tuy người của nam ra đến chỉ có gia chủ và đại trưởng lão nhưng bên phía trịnh gia vẫn đang hết sức đề phòng nhìn thấy những người ngồi phía bên dưới không có ai muốn lên tiếng đế nguyên quân quay qua nhìn nam thương hà nói nam gia chủ chắc ngươi đến đây không chỉ gặp ta ánh mắt của công tử đúng là nhạy bén đáp lại nam thương hà ánh mắt kinh ngạc nhìn đế nguyên quân trả lời đúng là ta đến là muốn gặp công tử và phần còn lại là ta có việc muốn thương lượng với trịnh gia chủ ngồi ở phía bên kia trịnh kim thành và bốn vị trưởng lão ánh mắt trầm xuống họ tuy không đoán ra được mục đích của nam thương hà nhưng trong đầu họ cứ hiện lên một cái suy nghĩ không được mấy tốt đẹp việc đến gặp ta xem như bỏ qua đi đế nguyên quân ánh mắt có chút thú vị nhìn qua nam thương hà rồi cười nhạt một tiếng đáp còn việc của hai gia tộc thì ta không quản các vị cứ thoải mái mà thương lượng với nhau vậy thì phải cảm ơn công tử rồi đáp lại nam thương hà đứng dậy hắn cung kính thi lễ rồi đáp sau đó hắn quay qua nhìn trịnh kim thành và nói với một giọng điệu nặng nề trịnh gia chủ chuyện hai gia tộc xảy ra chiến trận là vì tranh đoạt tài nguyên thời gian này ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này và thấy không được hay cho lắm việc vì một nguồn tài nguyên mà cả hai gia tộc phải sứt đầu mẻ chán số người thương vong của hai bên là không ít ta không muốn đệ tử trong tộc phải ngã xuống nữa nên ta cùng đại trưởng lão đến đây để tỏ thành ý và muốn thương lượng với trịnh gia chủ ý của ngươi là gì trịnh kim thành ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm nam thương hà nói không ngại thì cứ nói thẳng ta không muốn vòng vo ta biết trịnh gia chủ sẽ cảm thấy không đúng nhưng lần này ta đến là vì hảo ý chứ không có ý định khai chiến. Nam Thương Hà cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng trả lời. Chuyện đơn giản là ta chỉ muốn hai gia tộc sẽ kết thúc trận chiến tại đây. Có lẽ trịnh gia chủ không biết, việc tài nguyên mà hai gia tộc tranh đoạt không phải chỉ có ta và ngươi mà đứng âm thầm ở đằng sau còn có mấy gia tộc khác nữa. Bọn họ chỉ cần hai gia tộc lưỡng bại câu thương rồi mới chính thức ra tay. Nếu như trịnh gia chủ thấy bản thân có thể chiến thắng được Nam gia và còn phải tự mình chống đỡ các thế lực khác. Ta biết Trịnh gia chủ là người thông minh nên chuyện này chắc người cũng đã từng nghĩ đến. Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Tuy hắn biết là còn có một vài gia tộc khác cũng đang để ý đến tài nguyên của hai gia tộc nhưng đó chỉ là những thứ mà hắn nghe thấy, còn việc bọn chúng có ý định hay không thì hắn không hề hay biết. Và với hiện tại, hắn nghe được từ chính miệng của Nam Thương Hà thì không khỏi suy nghĩ. Biết cả hai gia tộc nếu như không xảy ra tranh chấp thì tình trạng của họ không tệ đến mức như thế này. Tuy biết là thế nhưng trong lòng Trịnh Kim Thành không cảm thấy thoải mái. Bởi vì những đệ tử những người thân cận bên cạnh hắn như đại trưởng lão bị rất chất. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ Nam gia và bây giờ thì muốn kết thúc chuyện này tại đây. Trịnh Kim Thành rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà có ít thương vong nhất nên những gì mà Nam Thương Hà nói rất có lý. Nhưng Trịnh Kim Thành cảm thấy có lỗi với những người đã ngã xuống vì quyết định của hắn nên hắn bây giờ không muốn mọi chuyện êm đẹp như thế này được. Trịnh Kim Thành liếc mắt nhìn hai người rồi lạnh giọng nói: "Nam gia chủ, khởi nguồn của trận chiến này chính là ngươi và ngươi bây giờ lại muốn kết thúc như vậy sao?" Trịnh gia ta tuy yếu hơn các ngươi một bậc nhưng bọn ta đâu thể đứng yên cho các ngươi chơi đùa. Muốn chiến là chiến mà muốn ngừng là ngừng sao? Như thể chẳng phải khinh thường Trịnh gia ta hay sao? Trịnh gia chủ, Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lộ rõ sự tức giận khi nhìn chằm chằm Trịnh Kim Thành. Ta biết ngươi rất muốn kết thúc trận chiến mà không có thương vong, nhưng ta cũng hiểu trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Ngươi có từng nghĩ là những người đã ngã xuống vì trận chiến sẽ mong muốn những người ở bên cạnh chất cùng họ hay sao? hay là ngươi chỉ biết chăm chăm nhìn vào mối thù ở trước mắt? Chẳng nhẽ ngươi muốn cả hai gia tộc đều đồng quy vô tận với nhau thì ngươi mới hả lòng hả dạ? Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ giật mình một cái, ánh mắt hắn không giấu được sát ý nhìn Nam Thương Hà, quát. Nam gia chủ, ngươi đang khích bác ta, ngươi muốn dùng những lời ngon, nói ngọt này để rủ bỏ đi những thứ mà ngươi đã làm với bọn ta hay sao? Ngươi còn nhớ đến cái chất của đại trưởng lão, ngươi có nhớ những đệ tử của trịnh gia ta đã bị các ngươi rất như thế nào không? ta thì thấy ngược lại, người đến đây chỉ là muốn lôi kéo công tử. Người sợ hãi trước sức mạnh của công tử, người sợ trịnh gia ta sẽ tiêu diệt nam gia nên các người mới đến đây để cầu hòa. Người nói không sai, nam thương hà thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía đế nguyên quân, đáp. Có ai mà không sợ hãi trước một người có thực lực còn cao hơn cả gia tộc. Trịnh gia ngươi cũng thế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì ta có cách chống trả sao. Ta cũng giống ngươi, đều muốn sống, đều muốn đưa gia tộc đi lên. Ta biết các ngươi đang bị công tử lợi dụng, Xem các ngươi như quân cờ nhưng vì sao các ngươi lại cam tâm vâng lời mà không phản kháng? Nếu như nam gia ta may mắn được sự giúp đỡ thì các ngươi cũng sẽ làm giống như ta hôm nay. Ta cũng thế thôi, ta cũng muốn được dựa vào một người cường đại. Ta thà để bản thân, gia tộc bị lợi dụng, thậm chí bị điều khiển như một con rối. Nhưng ngược lại thì sao? Ta nhận được sự an toàn, nhận được sự bảo hộ, nhận được sự phát triển. Có thể dựa vào một người cường đại như thế thì cho dù có bị lợi dụng thì đối với ta và ngươi đều là đại cơ duyên ta hiện tại rất khen tị với các ngươi, được công tử hỗ trợ ngay từ ban đầu chứ không phải nam gia ta. Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt họ lo lắng và sợ hãi nhìn về phía đế nguyên quân. Họ sợ những lời nói vừa rồi của Nam Thiên Hà sẽ khiến hắn phật ý và nổi trận lôi đình. Nhưng khi họ nhìn thấy dáng vẻ thong dong của đế nguyên quân thì lại khác, hắn không hề quan tâm đến những gì mà Nam Thương Hà vừa nói. Nam Thương Hà, Trịnh Kim Thanh Hạ thấp giọng nói, cho dù ngươi có mong muốn thì ta không phải người có quyền quyết định chuyện này. Việc người muốn được sự hỗ trợ của công tử không phải do ta quyết định. Chuyện này ta biết, Nam Thương hạ ánh mắt kiên định nhìn về phía Trịnh Kim Thánh, đáp, việc trước mắt là ta muốn cầu hòa, ta biết các ngươi sẽ không cảm thấy thoải mái nên ta sẽ không cầu hòa chỉ bằng lời nói. Từ việc hai gia tộc tranh giành tài nguyên thì sao ta không kết hợp lại với nhau, cả hai gia tộc đều chia tài nguyên công bằng. Lợi ích thì ngươi sẽ thấy rất rõ chuyện hai gia tộc kết minh sẽ là mối đe dọa với những thế lực đang cố nhỏ ngó đến nó. Ngoài việc phân chia tài nguyên đồng đều thì nam gia ta sẽ không xem các ngươi là kẻ địch mà sẽ giúp đỡ các ngươi trong việc loại trừ những kẻ cản đường. Thêm nữa là ta sẽ đảm bảo rằng mối quan hệ của hai gia tộc sẽ ngày càng tốt đẹp và cùng nhau phát triển khi mà ta có thể gạt bỏ được những chuyện trước đây. Nếu như cả hai gia tộc đều phụng sự cho công tử thì ngươi thử nghĩ xem, mọi chuyện có dễ dàng hơn rất nhiều hay không. Và điều cuối cùng ta muốn nói là, Nam Thương Hà đứng dậy, Ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Kim Thành và bốn vị trưởng lão rồi cúi đầu thi lễ. "Ta thừa nhận bản thân ta quá ích kỷ nên mới để mọi chuyện diễn ra như thế này. Ta đã cảm thấy không thoải mái khi suốt ngày phải nghĩ xem cách đối phó Trịnh gia. Ta rất muốn hai gia tộc gạt bỏ được những hiềm khích và có thể kết minh. Được với nhau, mong Trịnh gia chủ suy xét. Chứng kiến cảnh này, không chỉ là Trịnh Kim Thành và bốn vị trưởng lão cảm thấy khó mà có thể tin được. Việc một gia chủ cúi đầu trước một gia tộc khác thì chẳng khác gì đem cả gia tộc hạ thấp xuống." Họ không thể ngờ được là một người bá đạo và ngay thẳng như Nam Thương Hà lại có thể hạ mình đến mức như thế này. Ngồi ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn trò vui ở phía bên dưới thì bất chợt nở một nụ cười nhạt, nói: "Ta không ngờ nam gia chủ lại mang cho ta sự thú vị như thế này. Đúng là không tệ, ta không ngờ nam gia chủ lại mang cho ta sự thú vị như thế này. Đúng là không tệ." Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì bất chợt nở một nụ cười vui mừng, ánh mắt hắn nhìn về phía Đế Nguyên Quân mà không giấu được cảm xúc. Đa Tạ công tử đã thưởng thức còn bên phía Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão thì nhìn Đế Nguyên Quân với một ánh mắt ngờ vực, tuy họ không biết tính cách và mục đích thật sự của Đế Nguyên Quân là như thế nào nhưng họ lại không ngờ hắn lại có ánh nhìn đặc biệt đối với Nam Thương Hà như vậy. Trịnh Kim Thành sắc mặt không được mấy thoải mái nhìn Đế Nguyên Quân giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy biểu cảm của đám người Trịnh gia trông rất khó coi, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lắc đầu. Chuyện hai gia tộc các ngươi thì tự mình giải quyết, ta nhất quyết sẽ không nhúng tay vào. Trịnh gia chủ con người có suy nghĩ sâu xa là tốt nhưng đừng để cái tính đa nghi làm ảnh hưởng như vậy không tốt lắm đâu trịnh kim thành cúi đầu đáp là do ta quá chú tâm đến việc này chuyện này ngươi tự giải quyết cho tốt đế nguyên quân đứng dậy ánh mắt hắn nhìn liếc qua trịnh kim thành một cái rồi vừa đi ra ngoài và vừa nói ngươi đừng cảm thấy áp lực khi suy nghĩ đến cảm nhận của ta cho dù là ngươi hay trịnh gia có làm ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến ta nhưng các ngươi hãy nhớ những gì đã thể lúc trước ngay khi Đế Nguyên Quân chuẩn bị rời đi thì Nam Thương Hà đã chủ động đưa ta ra hiệu rồi lên tiếng: "Công tử, xin hãy chậm đã. Ta nói lời này có vẻ không được hay cho lắm nhưng xin công tử hãy để Nam gia ta quy thuật, tuy Nam gia không phải thế lực lớn ở vùng ngoại ô nhưng ta dám chắc là có thể làm mọi thứ để hoàn thành yêu cầu của công tử." Nam Thương Hà kính cẩn thi lễ, nói: "Tuy Nam gia và Trịnh gia vẫn chưa giải quyết được khúc mắc nhưng ta chắc chắn vào bản thân và tin tưởng vào Trịnh gia chủ. Vì thế nên xin công tử có thể chấp thuận cho yêu cầu quá đáng này của ta." Ngươi muốn đại diện Nam gia quy thuật, Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Nam Thương Hà rồi nở một nụ cười nhạt, nói: "Cái này thì tùy ngươi, nhưng ta cũng nói trước, ta là một người thưởng phạt phân minh nên nếu như các ngươi không thể hoàn thành yêu cầu của ta thì ta sẽ không ngần ngại mà thẳng tay loại trừ các ngươi." Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ta thấy đặt cược vào người như hắn quả không sai. Một người vừa có thực lực vừa có tâm cảnh, vừa có sự quyết đoán và tàn nhẫn. Người như hắn nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Ta dám chắc về điều đó. Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì toàn thân cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Mặc dù trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng trong thâm tâm của hắn lại phấn khích vô cùng, biết bản thân hiện tại đã không còn đường lui nữa nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nếu như đến lúc đó thì ta sẵn sàng đón nhận tất cả. Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân nhìn Nam Thương Hà một cái rồi nở một nụ cười nhạt rồi vô thanh vô tức biết mất khỏi trước mắt họ. Chứng kiến một màn này, Nam Thương Hà cùng đại trưởng lão chố mắt nhìn ra bên ngoài rồi quay qua nhìn nhau với dáng vẻ không thể tin được ngay khi đế nguyên quân vừa biết mất thì hai người cố mở lớn mắt để nhìn cho rõ nhưng việc hắn biến mất mà trên người không hề dao động khí tức bất chợt trong đầu họ hiện lên một cái suy nghĩ là đế nguyên quân là một người sâu đến mức mà không thể lường được đợi đế nguyên quân sau khi rời đi thì cả hai bên cũng đã tiếp tục bàn đến việc kết minh ban đầu bầu không khí ở trong căn phòng đang ngày một căng thẳng nhưng vì nam thương hà liên tục hạ thấp giá trị mới khiến trịnh kim thành cảm thấy an tâm hơn một phần nào đó và cuối cùng Cả hai người quyết định gạt bỏ đi những hiểm khích trước đây để rồi vật đầu quyết định kết minh. Qua ngày hôm sau, Đế Nguyên Quân đang ngồi nhâm nhi linh trà ở trong phòng thì Trịnh Kim Thành từ bên ngoài gõ cửa đi vào. Ánh mắt hắn lộ vẻ bối rối nhìn Đế Nguyên Quân, nói Công tử, ta vẫn cảm thấy chuyện kết minh không được thỏa đáng cho lắm. Ban đầu thì ta muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh và càng có ít thương vong nhưng hiện tại thì ta thấy quyết định của ta không được tốt. Việc để một thế lực từng là thù địch cùng chung một con thuyền khiến ta cảm thấy rất bất an trịnh gia chủ ngươi lo lắng chuyện này thôi sao đáp lại đế nguyên quân cười nhẹ một tiếng sau đó hắn lấy ra hai cái chén trà và đan sen rót linh trà xuống đáp ngươi nhìn xem hai cái chén này đại diện cho hai gia tộc ngươi thấy ta rót đan sen như vậy có dụng ý gì trịnh kim thành nhìn xuống với sắc mặt khó hiểu đáp là ta ngu dốt nên không hiểu ý của công tử không có gì mà phải tự hạ thấp bản thân như thế đế nguyên quân lắc đầu ngươi thấy mỗi cái chén ban đầu nặng hay không nặng nếu như là chén không có nước thì không nặng đáp lại trịnh kim thành vẻ mặt đầy suy nghĩ đáp đúng là như thế đế nguyên quân nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp mỗi lần ta rót thì cái chén càng ngày sẽ càng nặng hơn và đỉnh điểm là khi cái chén này đầy cũng giống như hai gia tộc các ngươi mỗi lần xảy ra tranh đấu thương vong là một lần ta rót linh trà vào trong chén và hiện tại cả hai gia tộc đã kết minh với nhau rồi nên cái chén này sẽ không nặng thêm nữa mà ngược lại linh trà sẽ dần dần bốc hơi và đến cuối cùng thì linh trà ở trong chén sẽ biến mất Ngươi bây giờ hiểu ý ta rồi chứ? Trịnh Kim Thành gật đầu, ánh mắt đầy sự vui mừng đáp. "Đa Tạ công tử, ta đã hiểu rồi. Ta biết, ngươi thân là gia chủ nên nhiều khi tâm lý ngươi sẽ bị áp đặt về việc đặt nặng vấn đề." Đế Nguyên Quân đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn ra xa và nói. "Ta không nói chuyện này là tốt hay không tốt mà ngươi hãy suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và đừng đặt nặng vấn đề quá mức. Ta nghĩ ngươi bây giờ nên tỉnh dưỡng để ổn định lại đạo tâm của mình. Ta không muốn có một tên thuộc hạ yếu kém. À đúng rồi, hiện tại ta cũng có chuyện muốn ngươi phải làm đế nguyên quân liếc mắt nhìn qua trịnh kim thành nói ta muốn hai gia tộc phải thâu tóm quyền lực ở vùng ngoại ô này và ta không muốn có bất cứ kẻ nào cản đường nếu như thấy không được thì thẳng tay diệt trừ đây chính là yêu cầu đầu tiên của ta muốn thâu tóm cả vùng ngoại ô không phải chuyện dễ dàng tuy trịnh gia và nam gia không phải một thế lực nhỏ nhưng ở đây vẫn có không ít thế lực lớn mạnh hơn bọn ta trịnh kim thành sắc mặt trùng xuống nhìn đế nguyên quân đáp nếu như ta làm quá lên thì chỉ sợ những thế lực đó sẽ không bỏ qua cho ta. Cái đó thì ngươi yên tâm, trước tiên thì bằng mọi giá phải thâu tóm hết những gia tộc, thế lực nhỏ lẻ, yếu kém. Đế nguyên quân chắp tay ra sau lưng rồi từ từ đi ra bên ngoài. Còn những thế lực mà ngươi e ngại đó thì có thể để sau, đợi sau khi thâu tóm được hết những thế lực yếu kém hơn và tạo được một liên minh lớn ở ngoại ô thì ngươi còn sợ những thế lực lớn khác nữa sao? Ngươi cũng đừng đặt nặng vấn đề này quá, ta không ép buộc các ngươi phải hoàn thành sớm. Trong vòng 10 năm, Ta muốn các ngươi trở thành thế lực lớn nhất ở ngoại ô. Đến lúc đó thì ta sẽ giao cho các ngươi một cái yêu cầu khác." Trịnh Kim Thành nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân đang dần đi xa thì lên tiếng hỏi hắn, "Công tử, người muốn rời đi rồi sao?" Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói, "Ta bây giờ còn đang có việc nên sẽ rời đi trước và các ngươi cũng đừng tự ý đi tìm. Nếu khi nào có việc thì ta sẽ đích thân tìm đến." Lời nói vừa dứt Thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên lóe lên một cái rồi dần tiêu biến ở trước mắt Trịnh Kim Thành. Rời khỏi Thanh Lan Thành, Đế Nguyên Quân đi đến một ngọn núi ở gần đó. Tuy Thanh Lan Thành tọa lạc ở trên một đồng bằng lớn, cách 30 dặm xung quanh lại vô cùng hiểm trở với xung quanh toàn là những dãy núi lớn bao bọc và chỉ có một con đường duy nhất dẫn đi ra ngoài. Và cũng ở trên những ngọn núi đó có không ít hung thú đang tồn tại. Tuy cấp bậc và mức độ hung hiểm không thể so được với khu vực ngoài của Nam Hoang Sơn mạch nhưng nơi đây cũng được mệnh danh là nơi mà các cường giả ở Thanh Lan Thành ngã xuống nhìn thanh lan thành có vẻ yên bình nhưng sự thật thì không phải là như thế bởi vì nơi này bao quanh bởi những ngọn núi lớn và đó là nơi trú ngụ của vô vàn hung thú nên những người ở trong thành phải đối mặt với không ít lần thú triều vì để hạn chế việc bị thú triều tập kích nên những đệ tử và các cường giả của các thế lực các gia tộc ở trong thành được cử ra ngoài lịch luyện và địa điểm của họ lại chính là những ngọn núi lớn đó còn về nguyên nhân đế nguyên quân rời khỏi thanh lan thành một phần cũng là vì hắn sắp nhập thiên đố để đột phá ngưng hải cảnh và hắn không mong muốn sẽ bị các thế lực lớn ở trong thành để ý đến và phần còn lại là hắn muốn tìm kiếm một nơi yên tĩnh để đột phá và hắn muốn nhân cơ hội này để tìm kiếm cơ duyên bởi vì hắn ở cảnh giới thức nhân cảnh đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên và một khi hắn đột phá thì sẽ tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên chính vì thế đế nguyên quân quyết định chọn nơi nguy hiểm nơi có rất nhiều cường giả thanh lan thành ngã xuống để tìm kiếm và tâm trí còn đang mách bảo là chỉ cần hắn đi đến những ngọn núi đó thì sẽ thu được những thu hoạch vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn trước khi đi vào đế nguyên quân bước chân đột nhiên dừng lại hắn ngoái đầu nhìn về phía thanh lan thành một lúc rồi nở một nụ cười lạnh nói ba tháng sau ta nhất định sẽ quay trở lại